Thì là không biết là còn còn các bác có vào nữa không. Nhưng mà thôi thì cũng xin phép bắt đầu. Nhỉ. Bây giờ 3 giờ, 3 giờ 3 phút. Alo. Về 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 chủ đề nông hàm. Về nông hàm thì chúng ta cũng là một cái mà chúng ta cũng làm thường xuyên, chúng ta làm thường xuyên. Nhưng mà không biết là các bác sẽ thăm khám như thế nào và chỉ định nông hàm như thế nào. Có bác nào mình mở mic mình chia sẻ một chút được không? Bình thường mình sẽ nông hàm trong trường hợp nào? Và mình căn cứ vào đâu để mình nông hàm? Khi nào thì mình sẽ dừng cái việc nông đấy? Có anh chị nào chia sẻ một chút không ạ? Giao lưu thì Hiện tại thì em sẽ dựa vào, thứ nhất là dựa vào trên miệng của bệnh nhân này, xem có tình trạng cắn chéo không này. Cái thứ hai là em sẽ dựa vào đo cái độ rộng của răng 6 và răng 3, đặc biệt là độ rộng răng 6 hàm trên ạ. Độ rộng răng 6 hàm trên và độ rộng răng 6 hàm dưới để quyết định xem là có nong hàm hay không. độ Đấy rộng là độ rộng từ vâng mặt ngoài răng 6 đến mặt ngoài răng 6 bên phải đến mặt ngoài răng 6 bên trái, và tùy thuộc vào lứa tuổi để quyết định. vâng Và thứ ba là em dựa vào cái kim mặt thẳng để em đo tỷ lệ. Và cái thứ tư là em sẽ dựa vào là mình sẽ ghép mẫu hàm đấy ạ, ghép mẫu hàm hàm trên và hàm dưới, ví dụ như là những trường hợp cắn chéo chẳng hạn, Dạ những vâng. trường hợp loại 3, nhưng mà khi mà mình ghép mẫu hàm mà mình trượt cái hàm trên ra hàm dưới ấy, phủ ra ngoài hàm dưới ấy, mà thấy rằng là nó không cắn chéo thì mình sẽ phải xem xét là cái việc nong hàm của mình có đúng không, để có thể là đó là do tình trạng trượt chức năng chứ không phải là do cái tình trạng cắn chéo. Dạ, em xin phép nốt lại một tí chị nhé. Một là gì, có trên lâm sàng là có cắn chéo hay không, đúng không ạ? Dạ vâng, lâm sàng có Là cắn chéo hay không? cắn chéo hay không, Cắn chéo và có tình trạng khi mà cười á, trên lâm sàng ấy mà mình cười thấy khoảng tối nhiều mình ấy. sẽ gọi là cái nó gọi là gì, cái khoảng khoảng tối hai bên cái khóe mép của Vâng, mình, hành lang, vâng, khoảng hành tối lang hành lang. nó gọi là bực Hành cực lang. corridor đó, đúng không ạ? Đấy, Dạ vâng, khoảng tối mình nó sẽ trong khoảng khoảng tối hành lang, mình ghi tạm vậy nhé. dạ Đấy, vâng, hành khoảng lang tối hành lang. cho cái nụ cười của mình. Ok, còn gì nữa không ạ? À, đây là lâm sàng, còn gì không ạ? À, xong đó thì mình sẽ chuyển qua là mẫu hàm đi. Mẫu hàm Trên mẫu hàm, thì vâng ạ, sẽ thì đo em cái sẽ đo cái khoảng cách là mặt U6. mặt U6 phải, U6 trái, tùy U6 thuộc trái. vào hàm trên hay hàm dưới. Và U3 đúng không ạ? U3. U3, đấy là hàm trên. Còn hàm dưới thì em sẽ tính điểm voila, dựa vào voila. Hàm dưới là voila. Voila Voila. Voila thì mình sẽ dùng như thế nào? voila thì là em sẽ nói nó hơi khó, chỉ là trên mua Có nghĩa nghĩa là là voila thì bình thế nào là bình thường và thế nào là phải nóng? vâng, bình thường thì voila là 2 mm, và cái điểm bắt đầu tính từ cái mũi của răng 6 dưới ạ, ra phía ngoài. Nếu voila rơi vào phía lợn thì là bình thường, nhưng nếu voila rơi vào răng thì chứng tỏ là răng 6 bị ngả lưỡi, thì là có sự hẹp, có nghĩa là sự hẹp của hàm dưới. Liên quan Và đến là tính tính cái khoảng cách của đối với hàm dưới thì mình cũng sẽ tính được cái độ rộng của răng 6, ok, có thể là mình sẽ kết hợp với U6 đúng không ạ? U6 L6. U6 bằng Ok. L6. Thế còn mẫu hàm phim đúng không ạ? Đến Vâng phim ạ. phim Vâng. PA.
TA thì mình sẽ Xuống tính. đây thì mình sẽ dựa vào cái khoảng cách giữa GG Yukale. Ukulele đấy, Đúng rồi, vậy hợp là lý là hợp trên. AZAZ và ZC, em không biết đọc tiếng Anh. Vâng, và K có trăm cái đi. AG. AG Cái này, đọc vậy là AG của cái hàm vâng, dưới. vậy là vâng, Là gì và nữa? cái ZC ấy, chỗ mũi đấy. Gọi là gì cái đó là cái Độ rộng độ của mũi rộng ấy. của cái hốc mũi. Vâng. Độ rộng hốc Vâng đúng rồi. mũi thì nó là NC. À NC đúng không NC NC. ạ? Nó gọi là gì, nasal cavity, có cái NC nó viết tắt là chữ nasal Vâng. cavity. Đó. Ok, là độ rộng của Dạ. NCNC. Rồi thì ở chỗ này mình quyết định như À. thế nào? Còn còn thiếu cái gì, còn cái gì không ạ? Cái này thì em dựa vào là xem nó có bị hẹp xương hay là hẹp răng. Ngoài ra thì cái phần mẫu hàm thì em còn dựa vào đo cái độ rộng nền xương và độ rộng của răng bốn. Độ rộng nếu mà độ rộng nền xương mà Độ rộng nền mà xương mình đo như thế nào? mình sẽ đo từ cái ụ lanh ấy ạ, cái ụ lanh của răng ba ấy ạ. Nền xương tính từ cái Vâng. trụ nanh. Vâng, Trụ trụ nanh lanh ở của vị răng trí ba, của răng 3. Rồi chị là trụ lanh đo của răng ba đo hai, đo khoảng cái đó của hai bên đúng không ạ? đúng rồi, em đo khoảng cách của hai bên ạ. À, và Vâng. so sánh với cái đấy được gọi là PMD, là cái khoảng cách giữa đỉnh mũi của răng bốn trên, đỉnh mũi ngoài của răng bốn trên đến đỉnh hai bên, đỉnh mũi ngoài răng bốn trên hai bên. Bốn trên hai bên và Vâng ạ. mình sẽ Mình so đo sánh như hai thế. cái này, có nghĩa là một cái thì nó sẽ tượng trưng cho xương và một cái nó sẽ tượng trưng cho răng. Và nếu mà cái khoảng cách của xương, khoảng cách của nền xương ấy, giữa trụ nanh ấy mà lớn hơn so với khoảng cách của răng thì sẽ đủ điều kiện để nong hàm. Còn nếu mà cái khoảng cách này mà nhỏ hơn thì sẽ chống chỉ định nong hàm. Tại vì nếu như thế thì mình sẽ nong nong răng, cái là chỉ là nong răng nhiều quá và không có xương đi cùng. Vâng. Vâng. À, rồi ở đây là so sánh cái tương quan của răng và xương đúng không ạ? Đây là tương Vâng. quan răng và xương hàm trên. Ok. À, có phải tình huống nào thì mình cũng có làm hết tất cả những cái này không? Khi quyết định nong hàm là em sẽ, tại vì thực chất thì những cái đo đấy nó cũng rất là đơn giản đấy. Vâng. Có nghĩa Khi là quyết có định nong phải là hàm thì em một sẽ, có phải là câu hỏi một đầu tiên là một cái lâm sàng bất kỳ. Lâm sàng bất kỳ dạ thì mình có đo hết tất cả những cái chỉ số này hay không? dạ có, bên em thì có đo hết ạ. Đo tất cả đúng không? Rồi, thế thì cái chỉ số nào sẽ là chỉ số quan trọng nhất trong 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 những cái này? Cái chỉ số mà em quan Cái tâm yếu nhiều tố nhất nào đấy quan trọng nhất trong này? thì em sẽ dựa vào cái thực ra thì em thấy chỉ số nào cũng quan trọng. Ok. Rồi. À, rồi, đấy là một ca lâm sàng bất kỳ. Vậy thì câu Dạ. hỏi thứ hai là độ tuổi. Độ tuổi thì Vâng, cái thứ hai tiếp tục là độ tuổi. cái này nó sẽ có sự thay đổi như thế nào trong cái việc mình đã quyết định nong hay là không? Có chứ Yếu ạ. yếu yếu Độ tố nào, tuổi yếu thì tố nào của liên quan đến độ tuổi? có thứ nhất là cái sự phát triển theo chiều ngang của xương hàm trên ấy, nó sẽ cái đường khớp ấy, mình sẽ dựa vào cái đường khớp để quyết định. Thực chất thì Độ cái mà tuổi. em chưa làm được, cái mà em chưa làm được, nếu mà xét về cái đường khớp, nếu mà chuẩn nhất là mình sẽ dựa vào cái CT combine để đánh giá đường khớp là chuẩn nhất. Nhưng mà Combine. hiện tại thì em mới đang gọi là ước chừng theo lứa tuổi thôi ạ. Với là Áng chừng theo vâng tuổi ạ, áng thì chừng lứa tuổi hiện tại mình ạ. áng áng chừng theo độ tuổi như thế nào ạ? Với những cái lứa tuổi mà 8 đến 10 tuổi ạ, 8 8 đến 10 đến tuổi, 10 tuổi. vâng ạ, vâng, 8 đến 10 tuổi thì em sẽ ưu tiên là nong chậm, Nông chậm. nong chậm nhiều hơn. Vâng. Bắt đầu từ 10 đến 12 tuổi, 10 đến 12 10 tuổi. đến 12 tuổi thì
thực ra phải chứ, tùy thuộc vào còn nam và nữ nữa, nhưng mà cũng cứ khoảng khoảng là 10 đến 12 tuổi thì có thể là quyết định giữa long bằng quắc, xem có đạt được không, Quát nếu không quát thì thì cũng là là long chậm đúng không cũng là long chậm, ạ? vâng, hoặc là long long hai rát, long nhanh, Hoặc là long nhanh, quát vâng hoặc là high ras đúng không ạ. ạ? Vâng. Còn lứa tuổi lớn hơn ấy thì em có biết đến cái phương pháp long MSI hay là MAS, nhưng mà hiện tại thì em chưa chưa làm cái đấy, Có cũng nghĩa là không thế thì trên mà 12 tuổi mình có nong không? trên 12 tuổi. Thực ra thì như thế này này, trên 12 tuổi, nhưng nếu đó là cái vấn đề về khoảng tối hành lang mà lớn, đó chỉ là cái vấn đề về nong răng, thì hoàn toàn nong chỉ định nong thoải mái, kể cả tuổi lớn hơn em vẫn có thể chỉ định nong nếu đó là cái tình trạng mà đó là hẹp do răng. Còn mình quyết định là cái vấn đề là lo lắng là nếu cái trường hợp đấy mình cần phải nong xương thì em sẽ phải 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 cân nhắc kỹ. Có nghĩa là mình có làm nhiều nong ở ở cái độ tuổi trên 12 không? Cái độ tuổi trên 12 thì em lại chỉ long những cái trường hợp mà bị vấn đề về răng thôi, còn vấn đề về Dạ. xương thì Trên 12 em tuổi. chưa làm được điều đấy. Trên 12 tuổi là nong răng. Nong răng mình dùng khí cụ gì ạ? Răng thì em hay dùng quá. À, dùng quạt, có nghĩa là trên 12 tuổi thì mình cũng sẽ dùng quạt luôn. Quạt, ok. À, như vậy đây là một cái khảo sát để mà gọi là nắm sơ bộ qua xem thử mọi người đang đang làm nó như thế nào. Mật Cái thế mình cứ nói đi em ạ. Mình cứ nói đi ạ. à, dạ không không Dạ vâng. Có một cái nữa đó là mục tiêu của nong. Khi mình đạt đến là mình chỉ quan tâm là mình có định lượng không? Có định lượng không? Trong việc nong nong bao nhiêu? Có định lượng việc đó không? Và nong nong răng rồi nong xương thì sau khi mình nong xong thì mình có làm tiếp những cái gì không? cái định lượng ấy thì thực chất thì giống như em nói ấy, cái con số cụ thể thì em chưa tìm được ra cái đấy, nhưng mà ví dụ như là khi mà mình trượt cái hàm trên so với hàm dưới ấy, thì cái mức độ em xem đánh giá là xem nó hẹp khoảng bao nhiêu thì em sẽ ước chừng trên lâm sàng để em nong theo khi mà mình đã trượt hàm để mình biết được là cái mức độ mà mình nong như thế nào. Và qua các cái chỉ số ví dụ như là U6 là 6 là 6 ấy, để mình biết xem là mình đang thiếu bao nhiêu. Mình sẽ so cái chỉ số đo được với chỉ số bình thường. Vâng ạ, so với chỉ Vâng. số bình thường để Rồi. mình biết được Vâng. là định lượng là bao nhiêu là đủ. Ok. Và cái khi nong thì em sẽ đánh giá trên cái vấn đề về cái nếu mà là lứa tuổi mà mình cần cả nong xương ấy thì em sẽ đánh giá cái đường giữa xem nó có tách không qua Quang. Vâng thì đó là cái thế thì cái phim PA ấy mình đo khoa. GG với AG, mình đo mình tính tỷ lệ như thế nào? Em tính tỷ lệ là 40-80 đấy ạ. À? Có nghĩa là nếu là GG bình thường sẽ là 80% của AZAZ, còn Mình sử dụng cái chỉ số đó để quyết định nong hay là để định lượng nong? cái đấy thì là em chỉ là quyết định nong, Để quyết định là có nong hay không thôi đúng không ạ? quyết Còn định là nong nong răng hay nong xương. Ok, thế còn còn định lượng về việc nong thì là mình sẽ không có không 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 có đo ở trên đó đúng không? Em sẽ không đo ở trên đó để định lượng. Em cũng đã từng nghe một cô Minh nói về cái định lượng, nhưng mà tự nhiên em bị quên nên là em không tìm lại được cái tài liệu đấy nữa. Dạ Cũng rất vâng. là tiếc là cô cũng chỉ cho là mình sẽ cần phải long khoảng cách là bao nhiêu, và sau đó khi mà mình biết được mình long khoảng cách bao nhiêu, mình sẽ quyết định là mình sẽ sử dụng cái ốc long bao nhiêu để quyết định cho ca lâm sàng đấy thì nó sẽ tốt hơn, Đúng rồi, và đúng rồi. khi đó thì mình sẽ không bị cái tình trạng là bị long quá, và nhân viên của mình cũng sẽ làm cái điều đấy được. Dạ vâng. Thì đúng rồi, chính xác. Bởi vì là
cái nông hàm ấy, cái nông hàm thì nó khá là mơ hồ khi mà đa phần chúng ta học học tại trường ra thì chúng ta cũng khá mơ hồ, kể cả học một vài cái lớp chỉnh nha cơ bản cũng vậy. Và thường thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc là áng chừng xem thì là có nên nong hay không, là không nên nong đó, và những cái con số, những cái con số, và nó vẫn chưa mang đến cái việc là chúng ta gọi là đến gần với những cái việc kết quả và cái tiên lượng ban đầu kết quả, nó chưa được, còn nó vẫn có một cái khoảng cách, nó chưa được kéo lại gần nhau, chưa được kéo lại gần nhau. Thì đấy là lý do mà cá nhân em thì em có tìm hiểu cộng với là làm những cái series, cái chương trình liên quan đến việc nong hàm. Nong hàm thì trong đó thì ở trên 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 kênh của Niềm Đam Chuyên Sâu của bác sĩ Phong thì đã có cái một loạt cái video nó liên quan đến cái sự khác nhau giữa sử dụng cái giải pháp nong hàm mới là nong hàm với sự hỗ trợ của mini vít, tách khớp với hỗ trợ của mini vít, và có phân biệt giữa cái hàm nong mapi là hàm nong tựa trên xương, tách khớp tựa trên xương, với cái việc là gì, nong với cái có một chút phân biệt liên quan đến cái là phẫu thuật, là hàm sapi là có sự phẫu thuật trước, hỗ trợ phẫu thuật, trong đó thì sử dụng cái hàm có vít để nong hoặc hàm hyrax để nong, và nó đã thay đổi đến cái hiện tại thì là nó sử dụng cái hàm nong là hàm MSI, là cái hàm nong kiểu khác rồi, có nghĩa là cái triết lý làm việc khác, cũng là hàm nong với hỗ trợ của vít nhưng mà nó đã triết lý khác. Cái hàm MAPI thì nó cũng là một cái sự phát triển khá là dài chứ không phải gần đây nó mới ra, và trước giờ thì nó cũng có nhiều cái thiết kế khác nhau và nhiều cách thức làm việc khác nhau, từ thủ công cho đến là digital đó. Thì sau khi mà em làm hết cái series đó xong thì em thấy rằng là nó vẫn còn một cái điểm quan trọng mà gần như mọi người cũng bỏ quên, đó là vấn đề là định lượng việc nong thế nào, khi nào thì chúng ta nong, chúng ta có công cụ như vậy rồi nhưng mà định lượng là thế nào đó. Và sẽ đi đến với cái nội dung là tìm kiếm nội dung, thì sẽ đi đến cái buổi chia sẻ kiểu ngày hôm nay, mang tính chất thì là giới thiệu cho mọi người thôi, cũng là những cái tài liệu mình tìm kiếm chứ không phải là mình ngồi tự nghĩ ra được đó. Thì để mình xem thử là cái việc mình nong hàm nó có rõ ràng hơn, nó có gọi là mạch lạc hơn so với trước giờ mình làm hay không. Thực tế thì ngay cả bản thân mình cũng gặp phải những cái vấn đề khi quyết định nong, cho nên mới phải đi tìm câu trả lời dành cho cái việc đó. Đó là nó bị vấp ở cái chỗ là từ những cái yếu tố, những cái chỉ số nào sẽ quyết định việc nong và cái gì là cái quan trọng hơn. Rồi thì cái việc định lượng có từng cái từng 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 ca, rồi định lượng theo từng tuổi và cái sử dụng như thế nào. Đó, nó sẽ cần phải được làm rõ ràng. Thế thì có một cái điểm, đó là điểm mục tiêu của việc nong á. Cái vấn đề là nong hay không nong nó không phải là mục tiêu của điều trị. Một nong hay không nong nó không phải là mục tiêu của điều trị. Mục tiêu của điều trị là tạo ra sự hài hòa của cái cung hàm, cung răng. Đó, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Thì trước giờ là mình mới chỉ dừng lại ở chỗ là nó có hẹp thì mình nong, nó có chen chúc thì mình nong, nhưng mà mình chưa biết là nong để giải quyết cái vấn đề gì khác. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có là đây là một cái nội dung của một cái tác giả, đó là ông tác giả là bác sĩ, đó là Tamburino, ông cũng có công bố cái nghiên cứu của ông rồi, thì mình cũng có đào cái tài liệu đó về, thì sau cái buổi hôm nay sẽ gửi cho mọi người để mọi người đọc cái bản nghiên cứu của ông ấy. Thì ở trong cái mục tiêu của ông ấy là khi mà nong á, là ông sẽ cần phải có mấy cái mục tiêu. Thứ nhất là phải hiểu được là gì, mục tiêu của việc là làm hài hòa cái xương theo chiều ngang. Việc nong là một cái động tác để chúng ta đạt được sự hài hòa theo chiều ngang, đó là mục tiêu, chứ chứ không phải là đơn thuần là chúng ta có một chút về răng hay nong lấy khoảng hay gì đó, có nghĩa là chúng ta phải có sự hài hòa về 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 xương theo chiều ngang, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mục tiêu trong buổi hôm nay là gì, là ông đưa ra, đó là
mình sẽ cần phải có một cái cách tiếp cận với CT Colbeam đó để tham gia vào việc chẩn đoán những cái bất hài hòa theo theo chiều ngang. Đó, có nghĩa là sẽ bởi vì trong trong cái xu hướng số hóa thì họ sẽ đặt lại cái vấn đề là gì? Bây giờ lâu giờ mình chẩn đoán là dựa trên mẫu hàm, dựa trên phim 2D. Đấy, thì bây giờ là liệu rằng những cái chỉ số mà đo ở trên mẫu hàm và đo 2D đó mình có chuyển lên đo 3D được hay không và có sự khác biệt gì không? Đó. Và tiếp đến là gì, cái mục tiêu số 3 của ông ấy đưa ra đó là gì, là chúng ta sẽ cần có một cái protocol, nên có một cái protocol để xác định cái thời điểm và cái lựa chọn đó, lựa chọn của cái khí cụ nong thời điểm nào và nong khi nong với cái gì đó, thì nên có một cái protocol. Cái thứ tư trong buổi hôm nay đó là gì, là chúng ta cần phải xem thử là những cái ưu điểm, những cái ưu điểm của cái sử dụng hàm nong với sự hỗ trợ của Minivit. Và tiếp đến là gì, là cái ý số 5 trong cái bài của trình bày của ông là ông muốn chia sẻ về cái cách mà chúng ta đặt cái chúng ta ứng dụng và sử dụng cái khí cụ nong đó, ở khí cụ nong có sự hỗ trợ của Minivit đó. Tại thời điểm ông ấy đưa ra những cái khái niệm này, ông ứng dụng cái cách thức mà sử dụng hàm nong với cái Minivit này, thì ông ấy chỉ gọi là gì, cái task support expansion thôi, là một cái nong được hỗ trợ bởi Minivit thôi, khí cụ neo chặn thôi. Nhưng mà sau đó nó có sự thay đổi rất là nhiều, và song song vậy thì là có người ta bắt đầu là gì, đưa cái khái niệm là hàm nong được hỗ trợ bằng Minivit lên lên một cái tầm khác, người gọi là Minivit rapid maxillary expansion, là cái nong hàm trên với sự hỗ trợ của Minivit, nó gọi là MAPI. MAPI là một cái khái niệm phổ thông, đến tại thời điểm này thì nó gọi là phổ thông, và nó đại diện cho tất cả những cái khí cụ mà nong có sự hỗ trợ của Minivit đó, nong hàm trên có sự hỗ trợ của Minivit. Và nó có rất là nhiều cái thiết kế khác nhau, có rất nhiều thiết kế khác nhau chứ nó không chỉ có một cái. Và tiếp đến là đến cái thời điểm mà bên Hàn là tác giả đó là bác sĩ Won Moon, là ông ấy đưa ra một cái thiết kế khác và một cái cách thức làm việc khác của cái hàm MAPI, thì ông ấy mới muốn tạo ra một cái sự khác biệt, muốn chỉ cho mọi người thấy là cái hàm, cái thiết kế của tôi nó khác, và triết lý của tôi khác với số còn lại, số trước đây. Cho nên ông quyết định đổi tên, ông không dùng cái MAPI nữa mà ông đổi tên thành là MSI, có là Maxillary Skeletal Expansion đó, để ông chỉ khác biệt luôn, có là gì, là ông không phải là chỉ có nong cái hàm trên mà là ông nong xương, nong toàn bộ cái xương cái trên, không phải tách khớp nữa mà là nong toàn bộ khớp xương với trên, và cái triết lý khác. Thì ở trong đó thì mọi người có thể tìm hiểu ở trong các cái video ở trên kênh đã có sẵn rồi. Thế còn trong buổi hôm nay thì, và cái thiết kế của ông tác giả ở đây ấy, là cũng là một cái thiết kế từ trước rồi. Tất nhiên mình cũng có thể nhìn thấy được những cái hiệu quả, và chúng ta có nhiều cái mục tiêu khác nữa ngoài cái việc chúng ta xem. Chúng ta sẽ xem ba cái mục tiêu đầu. Thì có một vài câu trích dẫn, thì tác giả nào, nói chung là báo cáo viên nào bây giờ họ giỏi rồi thì họ nói cái gì cũng hay, họ đưa những cái câu trích dẫn nghe rất là triết lý. Và thì chúng ta xem thôi. Thì tác giả có nói rằng là một cái ca lâm sàng, nhờ mọi người nhờ mọi người tắt hộ cái mic. Một cái ca lâm sàng chúng ta không chỉ cần quan tâm đến cái vấn đề răng mà chúng ta cần phải quan tâm đến các cái vấn đề khác, bởi vì bệnh nhân họ có rất là nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm như sau: số lượng răng, cơ, các vấn đề thuộc về hai hàm, các vấn đề về khớp, các vấn đề về nha chu và các vấn đề thuộc về đường thở. Đó. Cho nên là cái việc nong này nó có thể tham gia vào cái nong xương nhé, nong hàm nhé, nó có thể tham gia vào việc cải thiện đường thở, cải thiện đường thở. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là tác giả nào họ cũng bảo là hãy bắt đầu khi mà chúng ta thấy hình dung ra được cái kết thúc. Đó. Rồi, đó, đây là những cái yếu tố liên quan đến răng, rồi liên quan đến xương, liên quan đến khớp và liên quan đến đường thở trên một cái bệnh nhân.
Thì đối với tác giả thì mục tiêu của tác giả nó sẽ có những cái mục tiêu tổng quan, mục tiêu cụ thể và phải có sự định lượng. Thì trong một cái bệnh án bình thường của tác giả ở phòng phòng khám của tác giả thì thường sẽ có nguyên một cái khu vực. Đó là khu vực này để đánh giá xem là gì, là các chỉ số đánh giá liên quan đến việc là có nong hay không nong. Cái này bao giờ cũng cũng có trên cái phần chẩn đoán của tác giả đó. Đó. Thì ngoài họ ghi rõ luôn ở trong 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 thiết kế trước cái việc đó ở trong cái bệnh án luôn, để nhắc nhở rằng là ca nào cũng cần phải có một cái sự tiên lượng. Thì đầu tiên nói đến cái việc nong á, thì tác giả sẽ nói là gì, chúng ta sẽ cần phải xem thử cái tham chiếu để chẩn đoán cho cái kích thước theo chiều ngang, transverse dimension là cái gì. Thì đầu tiên đó là tác giả sẽ nói là gì, chúng ta phải xem thử là cái mục tiêu của cái việc chúng ta nong đó là gì. Là lúc nãy tôi nói là có sự hài hòa về xương theo chiều ngang của hai hàm, nhưng mà đó đó chỉ là một phần thôi. Chúng ta cần phải có sự hài hòa về răng, chúng ta nong nhưng mà đạt được sự hài hòa của răng hai hàm. Hai hàm thì nó sẽ có những cái đây là cái mà chúng ta sẽ nhìn vào, là cái trục của răng, rồi thì cái sự lồng múi của răng. Ở đây là những cái thông tin mà chúng ta cần phải đánh giá và chúng ta cần phải hướng đến, đó là gì, chúng ta sẽ phải đưa cái răng đó nằm thẳng ở trên ở nằm ở trong trong cái xương, vùng xương xương sốt của răng, nằm thẳng ở trong cái vùng đó, nằm ở giữa, nằm dựng thẳng lên và phải có sự lồng múi của các răng. Và nó sẽ rất là quan trọng cho việc là thực hiện chức năng này, sự ổn định của hàm răng này, quan trọng cho cái sức khỏe của khớp thái dương hàm, và nó sẽ quan trọng đến cái hệ thống nha chu của nó. Đó là gì? Chúng ta đưa cái xương về cái sự hài hòa và chúng ta đưa răng nằm tốt ở trên vị trí đúng ở trên cái xương đó và có sự hài hòa với hai hàm để đảm bảo được những cái sức khỏe, những cái chức năng, những cái sự bền vững của toàn bộ hệ thống. Đó là mục tiêu. Cho nên là nếu mà chúng ta chỉ tính đến việc nong xong nhưng mà chúng ta quên mất là việc chúng ta phải kiểm soát cái dựng trục của răng như thế nào, cũng như là sự lồng múi của các răng như thế nào, thì nó cũng sẽ sai. Đó, hoặc là chúng ta chỉ nong để đạt được sự lồng múi của răng nhưng mà chúng ta không đạt được sự hài hòa về xương, cái lực nhai nó không có được truyền tải lên xương, thì nó cũng sẽ có những cái hậu quả. Thì đây là cái mà minh họa để cho chúng ta nhìn thấy là gì, có thể có những cái tình huống kiểu như thế này. Đó. Thì ở những cái nếu mà chúng ta không có sự hài hòa về xương thì cái răng nó sẽ bị nghiêng quá mức và nó sẽ có những cái sự cản trở đó, và nếu mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ hạn chế những cái sự cản trở đó, những sự cản trở cắn của các bên mà không làm việc khi mà chúng ta trượt hàm đó, loại bỏ được những cái trượt chức năng, loại bỏ được những cái chạm sớm và đảm bảo được cái lực truyền tải nó dọc theo đúng cái trục của thân răng đó. Thì đó là cái mục tiêu đó. Thì ở đây là cái vị trí để tham chiếu của chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái dựng hình nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, có một cái điểm, có mấy cái điểm liên quan đến cái xương hàm dưới như sau, đó là gì, độ rộng của nền nền xương hàm dưới ấy, thì về cơ bản nó sẽ được xác định bởi cái gen di truyền độ rộng của xương hàm dưới đó, và gần như là nó không thể sẽ thay đổi được cái độ rộng của nền xương này với những cái điều trị chỉnh nha thông thường. Và nó cần và tiếp đến là gì, cái sự thay đổi cái chiều rộng nó dựa trên cái phẫu thuật của xương hàm dưới ấy, thì thường là sẽ chống chỉ định, thường là chống chỉ định đó. Như vậy là gì, có một cái tham số gần như rất khó để chúng ta can thiệp, và tốt nhất là chúng ta coi như rằng nó không thể can thiệp với chỉnh nha, đó là độ rộng của nền xương hàm dưới đó. Thì như vậy đó coi như là một cái tham chiếu, đó là lý do một phần như vậy cho nên là Rick Kett mới đưa ra cái phân tích của Rick Kett. Thì chúng ta sẽ thấy là với hàm nong thì hàm nong nó sẽ có thể làm được cái gì, gần như là không phải suy nghĩ nữa, hàm nong nó sẽ là đạt được cái việc là tăng cái chu vi của cung răng, có thể là gì
với hàm nong thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là quyết định là có nhổ hay không nhổ, nhưng mà hàm nong nó chưa nói hết đến được cái việc là gì, chúng ta làm sao tối ưu hóa được cái tương quan theo chiều ngang của xương hàm trên và xương hàm dưới liên quan đến răng đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái chỉ số như lúc nãy bác sĩ chia sẻ, đó là gì, là cái Guala. Guala thì nếu mà ai chưa biết thì mình sẽ lát nữa sẽ giới thiệu. Guala là một cái viết chữ Guala, bản thân cái chữ Guala đó là viết tắt của tên của hai bác sĩ, thì lát nữa mình sẽ xem. Nhưng ở đây thì mình sẽ đấy là gì, là cái gọi là tâm cảm mà cái sẽ liên quan đến cái việc là mình xoay và dựng răng đấy, thì nó sẽ có thể thay đổi ở đây vị trí của tâm cảm nó thay đổi. Và cái mà đối với hàm dưới ấy, thì người ta coi tâm cảm đó là tương đương như ở cái vùng gần cái vùng gọi là vùng trẽ chân răng đấy, thì đấy là một cái tham chiếu. Thì chúng ta sẽ có cái tham chiếu ở hàm dưới để mà so sánh khi mà chúng ta đưa ra cái này là Guala nhé, Guala sẽ dùng nhé. Thì chúng ta sẽ có là cái sử dụng cái gọi là cái ranh giới của cái gọi là cái niêm mạc dính lợi di động đấy, là MGG này đó, thì nó sẽ là có một cái vị trí là tương đương với cái vị trí tâm cảm, được coi là như vậy. Chúng ta cần đặt răng ở trên nền xương thì chúng ta cần có một cái tham chiếu, và người ta lựa chọn cái tham chiếu đó là ranh giới của cái niêm mạc dính và di động ở đây, nó sẽ tương đương với vị trí tâm cảm của các răng đó. Và chúng ta sẽ có một cái điểm nữa gọi là điểm mặt ngoài, đây là G, gọi là gì, và đường vòng lớn nhất, cái điểm mặt ngoài của các răng mà khi chúng ta thường dùng để đo đấy. Thì chúng ta thấy rằng là khi họ sử dụng cái tham chiếu cố định là trên xương, và với tham chiếu cái điểm trên này, bởi vì là cái răng thì nó có thể nghiêng, có thể thay đổi, cho nên là cái FA này nó sẽ thay đổi, và cái khoảng cách giữa FA với MGG này nó sẽ bị thay đổi đó. Thì đấy là cái mà dùng để tham chiếu, giống như lúc nãy bác sĩ có chia sẻ, đây là cái mà tham chiếu khi nói lên cái Guala đối với hàm dưới. Và hàm dưới thì khi căn cứ vào cái vùng nền xương MGG này nó đại diện khi mà đính tất cả các răng nhé, thì nó sẽ tạo ra một cái đường vòng trên cái cung răng đó, nó là nền xương, và nền xương đó sẽ quyết định xem thử là cái tương quan của răng với xương như thế nào, cũng như là nó có thể hỗ trợ trong việc quyết định là gì, chúng ta sẽ lựa chọn cái loại dây cung nào, hình thái dây cung nào, xong đó thì qua cái hình thái dây cung của hàm dưới sẽ lựa chọn cái hình thái dây cung của hàm trên như thế nào đó. Thì đó là cái cách sơ bộ như vậy, thì chúng ta có thể tìm kiếm các tài liệu hoặc là sách để chúng ta đọc thêm, thì lát nữa sẽ giới thiệu mọi người những cái sách đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là gì, cái tham chiếu này á là cái tham chiếu nó gọi là gì, cái những cái xương xương ổ răng, xương xương ổ răng được coi là gì, xương ổ răng được coi là cái phần phía trên của cái về phía phía thân răng ấy, của cái điểm tham chiếu MGG này đó, cái phần phía trên này được gọi là xương ổ răng, còn toàn bộ phía dưới này này đó thì được gọi là xương nền xương hàm dưới đó. Thì đấy là, và cái xương ổ răng thì có thể thay đổi trong cái quá trình chỉnh nha. Thế còn cái nền xương là toàn bộ cái phần xương từ cái ranh giới MGG này xuống dưới thì gọi là nền xương hàm dưới. Thì tất cả những cái này nó sẽ không có, gần như là gì, nó khó có thể thay đổi đó. Về mặt giải phẫu á, thì là MGG này nó sẽ là cái điểm mà hẹp nhất của cái nền xương về phía trên, về phía lợi à, về phía thân răng, về phía cổ răng đó, thì điểm hẹp nhất của nền xương đấy, người ta sẽ tính là điểm MGG, đấy là cái mà tham chiếu đó. Và cái này thì nó gần như là nó sẽ ổn định, nó sẽ không bị thay đổi trong cái quá trình chỉnh nha của chúng ta, chỉnh nha truyền thống của chúng ta. Thì đấy là cái mà sử dụng cái điểm tham chiếu để chúng ta đánh giá. Thì đối với Rickets thì Rickets sẽ có hai cái điểm mà như lúc nãy đã được chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ có là gì, điểm Dugdale hàm trên và điểm AGAG hàm dưới đó. Dugdale ở đây thì trên phim PA đó, thì nó sẽ là gì, nó đường thường là sẽ điểm lõm nhất ở trong chỗ này đấy, thì đó là điểm Dugdale đại diện cho cái nền xương của hàm trên đó. Nó là cái gì, nó là cái giao điểm
của cái xương hàm trên và cái trụ gò má. Đấy, là cái điểm này. Tiếp đến là AG là cái tham chiếu của Rickett nhé, đang nói là Rickett. Là gì, là cái G của cái phần mà góc hàm ấy, mình đi từ cành ngang đến cái đến cành đứng ấy. Đó thì nó sẽ có cái điểm lõm ở đấy, nó gọi là điểm AG. Đó, thì sẽ đo hai cái này ngang, và như lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ đó là gì? Là cái jugale này nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ tương đối là 80% so với cái AGAG này. Đấy, thì nó là hài hòa, là nền xương hài hòa. Còn nếu mà nó nhỏ hơn, nhưng mà nhỏ hơn bao nhiêu thì không biết. Đấy, 70 được không hay 77% được không thì mình không biết được. Mình không biết được là nó có ok hay không. Thế thì nhân tiện đây sẽ show cho mọi người xem luôn. À, chuyển sang cái này để xem màn hình đi, để cho mọi người xem. Cái này đó là cái thống kê. À, để lấy ở trên cái thống kê của chờ xíu để mình lấy cái hình ảnh thống kê luôn. Ở trong cái nghiên cứu của ông ấy có sẵn, thì có bài trong bài trình bày thì ông không có đưa ra, thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đây là cái bảng tỷ lệ của Rickett, thì chúng ta sẽ thấy là từ 9 đến 16 tuổi là sự thay đổi của cái xương hàm trên và xương hàm dưới, và cái tỷ lệ của nó nằm ở đây. Đó, đến 16 tuổi là nó rơi vào khoảng 77.4%, nó không phải 80%. Cho nên là về cơ bản chúng ta sử dụng cái thông tin là 80% ấy, thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nó không phải là mình gọi là làm tròn thôi. Như vậy là nếu mà nó là 77.4 hay 77% thì nó vẫn ok. Nó vẫn ok vì 16 tuổi theo đúng nghiên cứu của Rickett nó là 77.4%. À, nó không phải là 80% nhé. Đó. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì Rickett sẽ tính như thế nào? Rickett sẽ tính như thế nào? Rickett tính như thế này ở trên màn hình, không biết mọi người có nhìn thấy không? Đây là ví dụ điển hình của 16 tuổi nhé, à, 21 tuổi, bệnh nhân nam 21 tuổi. Thì bệnh nhân này được đo, chỉ số đo của bệnh nhân đó là gì? Hàm trên là cái jugale đấy, đo trên này là sẽ là rơi vào 58 mm. Còn AGAG là sẽ là 85.4 mm. Và cái sự khác biệt của hai hàm này đó là rơi vào 27.4 mm. Và Rickett thì sẽ lấy cái chỉ số bình thường ở 21 tuổi đó là 62 66,2 đối với jugale hàm trên đấy, và 85,8 đối với hàm dưới. Đó, và lấy trừ đi thì như vậy là độ chênh lệch bình thường là 19, còn độ chênh lệch của bệnh nhân là 27. Như vậy cái phần mà cần phải nong thêm nhé, theo đúng Rickett tính ấy, là gì, sẽ phải là lấy cái phần chênh bình thường trừ đi phần chênh của bệnh nhân trừ đi phần chênh bình thường, cái độ chênh lệch bình thường, thì như vậy ấy, là độ chênh lệch của bệnh nhân là 7.8. Đó, lấy bệnh nhân là 27.4 này trừ đi cái độ chênh lệch bình thường này thì ra được là cái độ chênh mà cần phải nong là 7.8 mm. Đây là cách tính của Rickett. Đó, chứ không phải là tính theo tỷ lệ phần trăm. Đấy, định lượng của Rickett là định lượng như vậy. Đó. Thế thì liệu rằng cái định lượng này nó có ổn hay không? Thì chúng ta xem là khi mà chúng ta chuyển hóa lên 3D thì cái điểm jugale của Rickett rất ổn, rất là ok luôn. Bởi vì là điểm này nó sẽ tương ứng ở đây. Khi chấm ở trên cái phim, chúng ta chấm cái điểm jugale theo phim, theo cái góc nhìn thẳng, thì chúng ta thấy rằng cái điểm đó nó tương ứng với điểm là răng số 6, 6 trên, nền xương 6 trên. Đó. Và chúng ta sẽ xem là gì, cái mà chúng ta cần so sánh ấy, sự hài hòa của hai cung hàm ấy. Đó, theo theo Walla là phải so sánh cái cặp răng, bởi vì chúng ta cần răng nó phải đứng và thẳng ở trên cái nền xương, và nó cần phải có sự lồng múi. Đó, thì theo đúng Walla thì chúng ta sẽ phải chấm ở điểm này. Chấm ở điểm này. Điểm răng số 6 đây, chẽ răng số 6 hàm dưới ở đây.
Đó. Nhưng mà trên phim PA thì điểm răng số ở dưới đó nó sẽ thể hiện là ở cái chỗ này, chỗ màu đỏ ở đây chúng ta nhìn thấy ở phim PA, nếu mà nhìn góc thẳng. Nó khác với cái điểm AGAG. Nó không AGAG không đại diện được hoàn toàn. Đó thì như vậy ấy, là điểm AG nó khá là xa. Nó khá là xa so với là gì? So với cái trên, nó gọi là trên cái dựng hình 3D lên ấy, thì nó nằm khá là xa, chứ nó không đại diện cho cái vị trí của cái tương ứng của răng 6, bởi vì là chúng ta cần là gì, sự hài hòa của hai hàm, nhưng mà hài hòa của khớp cắn hai hàm đó dựa trên nền xương, thì cái đo đạc mà dựa trên AG nó không hoàn toàn là phù hợp, nó không hoàn toàn là phù hợp đó, thì nó không đại diện hoàn toàn cho cái nền xương mà liên quan đến răng, và nó có thể bị biến dạng, những cái vùng chỗ này nó cũng có thể bị thay đổi rất là nhiều đó. Thì cái mà giúp chúng ta chính xác hơn là chúng ta phải đo ở đây đấy, đó là cái sự mà khác biệt, bởi vì tại thời điểm của Ricket thì đâu có đâu đâu có sử dụng cái CT con beam để đo đâu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là về về mặt truyền thống ấy, với phim PA hoặc phim AP ấy, đó thì nó sẽ không cho thấy cái sự bất hài hòa xương một cách chân thực đó. Và ở đây là AG trên cái phim 2D và 3D thì nó sẽ khác nhau. AG trên 2D nó ở phía xa đó. Rồi, và chúng ta sẽ thấy là gì, cái điểm AG này thì nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái việc là nó cũng thay đổi dựa trên cái hình thái của cái vùng xương phía dưới này đó, nó xa với nền xương thật sự, nền xương mà nền mà đi kèm với cái việc là đặt răng lên đó đó, và nó sẽ không hài hòa, nó không hài hòa tốt với cái vị trí của cái răng 6 hàm dưới, vì nó nằm sau sau này cơ mà, nó đâu có đại diện cho vị trí răng 6 dưới đâu, cho nên là nó sẽ không có perfect để chúng ta sử dụng. Đấy, thì chúng ta sẽ có là cái gì? Có, đây là cái Guala, cái G Guala của chúng ta. Đó. Chúng ta thấy rằng là đây là ranh giới của cái lợi dính và lợi di động và cái lợi dính đây, ranh giới. Thì nó sẽ đại diện cho cái hình thái của xương, cũng như là đại diện cho cái gọi là phản ánh cái vị trí của tâm xoay, tâm cản của các răng, vị trí tâm cản của các răng theo chiều ngang. Đây là cái mà Guala đề xuất. Đó. Thì sử dụng nó để làm cái tham chiếu để đo đạc. Thì hàm trên rõ ràng là 3D nó đồng thuận với việc là Ricket, ok. 3D xác nhận là với cái Ukulele của Ricket là ok, dùng được. Đó. Thế còn hàm dưới thì tác giả khuyến nghị là sẽ sử dụng cái tham chiếu của Guala. Đấy. Thì ở trên này á sẽ có là có những cái nghiên cứu về cái này rồi, thì cái khoảng cách thông thường giữa cái ranh giới này với cái bề mặt ngoài của răng là rơi vào tầm 2.75 cộng trừ 8.9 theo nghiên cứu của Roney và cộng sự. Đó. Thì ở đây là có phía dưới này có dòng chữ nhỏ này, mối quan hệ giữa nền xương, giữa răng và nền xương, Basal Anatomy, đó được xuất bản năm 2008. Thì mọi người có thể tìm kiếm cái tài liệu này để xem lại. Đó thì cái điểm này nó sẽ cái ranh giới này nó sẽ đại diện cho cái nền xương của cái để chúng ta xác nhận, chúng ta sử dụng cái ranh giới này để xác xác định cái art form của cái răng, của cái cung răng đó. Đó. Và đây là gì? Đây là lý tưởng. Đây là độ nghiêng lý tưởng của cái răng 6 và tương quan của nó với cái G này. Và G, bây giờ em sẽ tạm gọi nó gọi là G Guala đi nha. Cái điểm Guala hoặc là G Guala đi. Thì nó sẽ có là cái gì? Là tương quan giữa hai cái điểm này nó sẽ rơi vào từ 2 đến 3 mm. Đó. Thì cái nghiên cứu là 2.77 cộng với 0.89 mà. Đó. Và đây là cái mà tham chiếu của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ có mấy cái vị trí khác nhau nhé.
khi mà cái răng nó bị nghiêng thì đây là bình thường, nhưng mà cái mà chúng ta hay gặp khi mà hàm trên hẹp, khi hàm trên hẹp thì hàm dưới nó sẽ bị ngả vào trong nhiều và hàm trên nó sẽ bị ra ngoài. Nếu mà trong sự lông múi tốt nhé thì cái tọc của hàm trên là tọc dương, tọc hàm dưới là tọc âm, và cái khoảng cách của cái điểm G của răng 6 với cái điểm ranh giới của lợi ấy, thì chúng ta sẽ có là 2 đến 3 mm, từ 2 đến 3 mm đó. Và chúng ta sẽ có là cái gì ít gặp hơn là khi hàm trên, rất hiếm gặp là hàm trên nó rộng quá đó, vị trí của cái răng cửa à, răng răng cối hàm trên nó lại ra ngoài và nó bị nghiêng vào trong, còn răng cối hàm dưới thì nghiêng ra ngoài. Cái này rất ít gặp, rất hiếm gặp đó, thì chúng ta hay gặp ở cái tình huống này hơn, tình huống phía bên này, thì đó là lý do tại sao chúng ta mới phải can thiệp nong. Còn rộng như thế này thì thực sự là rất ít gặp rồi. Thì đây là cái sự so sánh về cơ bản, thì mình có thể coi một cái chỉ số trung bình là 2.5 đó. Đây là một cái chỉ số mà nó có cho thấy là gì, chỉ số 2.5 là cái khoảng cách của cái hàm trên với hàm dưới nhé, cái nền xương hàm trên và nền xương hàm dưới. Nền xương hàm trên đây, điểm chấm bên trên này, và nền xương hàm dưới là tính ở đây, thì khoảng cách mà lý tưởng tốt thì nó 2.5, thì với 2.5 thì nó sẽ cho phép dựng trục răng có sự lồng múi đó, hố rãnh với nhau, múi múi và hố rãnh với nhau, tương quan múi rãnh tốt của cái răng hàm. Và đây là gì, nó sẽ tương đương là 2.5 mỗi bên, cho nên là cái hàm trên với hàm dưới thực sự sẽ chênh nhau khoảng 5 ly, thấy chưa? Đó, mỗi bên sẽ chênh nhau 5 ly. Như vậy là cái mà hàm trên ấy, mà jugale ấy, nó sẽ bằng cái mà hàm dưới, cái qua la của hàm dưới ở vị trí răng số 6 nha, tương đương với chẽ răng 6 dưới cộng với 5 ly. Đó là khi chúng ta đo. Đó. Đây là vị trí mà lý tưởng. Đó. Với cái răng nó nằm đúng ở trên cái cung răng. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái mô 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 phỏng về cái vị trí của răng, thì giả sử như đây là một cái trường hợp mà nó bị nghiêng, và khi nong ra thì nó sẽ như thế này. Đó, em bật đi bật lại cho mọi người xem. Đó. Nghiêng và cái hẹp của cái hàm trên. Đó. Thì mục tiêu của việc là nong là như vậy. Nhưng mà gì? Chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta không quan tâm đến những cái vấn đề này thì nó sẽ xảy ra những cái gì? Nó sẽ xảy ra cái gì? Là cái nong răng nó sẽ tạo ra, nếu mà chúng ta chỉ nong răng thôi nhé, chúng ta không nong hàm nhé, đó, thì nó sẽ tạo ra cái gì, nó làm cho cái răng bị ngả ra phía ngoài, và cái múi trong của răng răng hàm trên đấy, đấy nó sẽ bị xoay xuống dưới, đó, xoay xuống dưới, đấy, nó làm cái đường cong Wilson nó sẽ sâu hơn, Wilson sâu hơn, và nó có những cản trở khi mà vận động hàm, đó, đây là những cái cản trở khi vận động hàm. Đó. Vận động ở bên là gì? Cản trở ở đây là cản trở bên không làm việc. Khi chúng ta muốn làm việc một bên, bên còn lại nó bị cản trở. Đó. Và cái đường cong Wilson này nó sẽ bị trầm trọng hơn. Đó. Thì đó là khi mà chúng ta chỉ nong. Đây là một cái ca lâm sàng mà cho thấy là sau khi nong xong, nhìn cung răng thì cũng khá là đẹp, nhưng mà chụp trên CT con beam kiểm tra lại thì rõ ràng là cái múi trong nó bị thòng xuống rất là nhiều, và cái răng này á nó không có được dựng trục lại, nó bị có một cái độ tọt rất là lớn đó. Cho nên là gì, nong không chỉ dừng lại chỗ nong mà chúng ta phải kiểm tra và kiểm soát những cái độ nghiêng của răng nữa đó. Đấy, nếu mà chỉ nong hàm còn ở đây là gì, nếu mà chỉ nong răng hàm giữ nguyên thì nó cũng có thể như này, nếu mà chúng ta kiểm soát được cái độ nghiêng rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề nữa là gì, khi chúng ta không nong xương, đó là cái gì, đây, đó là cái răng nó sẽ được dựng lại như thế này nhé, và cái chân răng nó sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, nó sẽ tạo ra một cái sự tiêu xương ở phía ngoài, và nó sẽ làm cho vùng nướu ở cái vùng đó nó bị mất xương đi, và nó có nguy cơ nó bị tụt đi đấy, và cái sự tụt đó nó sẽ thể hiện dần trong cái quá trình sinh hoạt của chúng ta. À, khi mà lực nhai rồi khi lực chảy răng nó tác động lên, thì đây là một cái cây mà cho thấy là nó có cái sự
tụt khá là nhiều. Đã. Khi mà tác giả nong, đây là cái cây nằm trong cái việc là trong cái bài gọi là bài nong hàm và đánh giá cái sự tụt nướu sau duy trì, sau khi chúng ta duy trì. Thì ở đây là được xuất bản năm 2002 của bên đại học Pennsylvania rồi. Chúng ta sẽ có là gì? Cái sự khác biệt theo chiều ngang lớn hơn 5 mm. Đó, có thể có. Nếu mà chúng ta chỉ nong hà nong răng không thôi nhá, thì cái với cái sự khác biệt theo chiều ngang từ 5 mm trở lên á, nó sẽ có những cái nguy cơ rất là đáng kể, rất là lớn đối với cái việc là những cái bệnh lý nha chu hoặc là những cái sự tụt nướu. Đó, từ 5 ly trở lên mà chúng ta chỉ nong răng không là một vấn đề rất lớn. Đó. Đây. Với những cái sự mà nới rộng như thế này và trong cái cung hàm rất hẹp như thế này mà chỉ nới răng như thế này thì nó sẽ gây ra tình huống rất là nặng nề. Nó sẽ làm tiêu cái xương bản ngoài chỗ này. Đó. Và phía chỗ chân răng nó làm lộ cái chân răng đó luôn. Đấy. Và nó mất bám dính. Ở đây là nếu mà chúng ta chỉ nong răng và nong ở đây nong với dây cung này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là một cái ca được nong với dây cung và có cái sự tiêu xương, tụt nướu rất là nhiều. Ở đây là gì? Chẩn đoán. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang là gì? Chúng ta biết là mục tiêu của chúng ta là phải tạo ra sự hài hòa về răng và xương và tạo ra cái sự ăn khớp nhưng là lồng múi tốt và răng nó phải nằm ở giữa xương, răng nó phải nằm thẳng. Đó. Và chúng ta có mấy cái chỉ số thì cái chúng ta thấy là gì, với Ricket thì là như vậy, với Walla thì là như vậy. Thì khi mà đại học các bác sĩ ở đại học Pennsylvania đặt ở trong cái nhóm nhóm của cái tác giả bài báo cáo này, tác giả Tam Burino, thì ông ấy là đánh giá cái và phân tích cái chiều ngang trên CT con beam. Đó, thì ông ấy chỉ sử dụng những cái này thôi. Với CT con beam ở đây là ông chỉ sử dụng là hàm trên jugale và hàm dưới sử dụng cái G-Walla, cái đường Walla ở cái vị trí là điểm tiếp xúc, điểm điểm nối giữa cái nướu dính và di động, và ông tính cái khoảng cách đó. Thì cái chỗ này á, ông tính là sự chênh lệch lý tưởng là hàm trên lớn hơn hàm dưới khoảng 5 mm. Đó là chênh lệch lý tưởng của cái tham chiếu này. Đấy. Thì đây là cái mà khi mà cái nghiên cứu họ tổng kết ra, chúng ta họ sử dụng cái tham số kiểu như thế này. Thế thì chúng ta cũng có thể sử dụng CT con beam hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng một cái tham chiếu nữa. Chúng ta sẽ phải tìm một cái tham chiếu. Ở đây thì có nói đến là sử dụng đo ở trên mẫu hàm. Đo ở trên mẫu hàm thì cái Walla ở trên mẫu hàm là không khác gì việc mình đo trên miệng hay mẫu hàm cả, nó đều là đo ở cái ranh giới của nướu của vị trí răng số 6 ở ngay chẽ chân răng. Và cái jugale mà khi mà đo trên mẫu hàm thì cái chỗ này là được khuyến cáo là sẽ đo ở vị trí mà lõm nhất ở vị trí trên trên cái chiều đứng của cái vị trí giữa răng của răng số 6, chẽ răng 6 trên. Chẽ răng 6 trên đi xuống thì cái trên cái bờ đó vị trí nào lõm nhất thì đo hai bên đó với nhau. Đó chính là cái mà áng chừng tương đối. Tương đối. Tất nhiên cái chỗ này á thì em chưa có tìm hiểu kỹ về việc là mình đo trên mẫu hàm thì có sự chênh lệch nhiều với trên cái phim hay không. Và mình sẽ xác định lại cái điểm tham chiếu là cái nhất. Cái thứ hai nữa là có những tác giả thì họ đo trên mẫu hàm á, thì họ bảo là gì, là hai cái đo đó bằng nhau là được. Nếu mà họ đo bằng nhau là được như vậy thì có thể là ở đây có sự phải tính đến cái sự bù trừ của cái mô mềm hàm trên, mô mềm của hàm trên. Còn hàm dưới thì đo ở cái vị trí giao giao điểm ấy rồi là ok rồi, nó là đo ở trên mô mềm là chuẩn xác nhất rồi. Đó, thế còn lại thì đo
đo là đo theo Wala mà. Và cái đo ở trên cái hàm trên thì mình phải xem thử là cái bề dày mô mềm ở cái vị trí lõm nhất đấy cho đến xương. Thì cái này nó sẽ cần phải có những cái ca lâm sàng để mình xem và mình thử đo. Nhưng mà có những tác giả họ bảo là gì, là đo trên mẫu hàm ở hai cái vị trí đó mà nó to nhất, nó là gì, nó to hơn là được, hàm trên to hơn là được, to hơn bao nhiêu thì không biết đó. Nhưng mà nếu mà tính trên mẫu hàm mà đo giống như ở trên trên phim CT này, bởi vì cái điểm Jugale Jugale là tác giả là đo trên phim đó, thì chúng ta nên có sự bù trừ. Đó, thì có người họ cho rằng là bằng nhau là được, có người thì cho là chênh lên, thì chúng ta sẽ thấy là có một ranh giới, là đo trên phim thì ranh giới là 2.5 ly mỗi bên, đo trên phim là 2.5 ly mỗi bên, tổng hai bên là 5 ly đó. Thế còn đo trên mẫu hàm thì có tính thêm mô mềm đó. Thì như vậy á, là có tác giả thì bảo là hạ đo trên mẫu hàm bằng của hàm trên bằng hàm dưới là ok. Thì như vậy cái chênh lệch cho phép nó sẽ chạy khi mà đo từ mẫu hàm so với đo trên phim, nó chênh lệch cho phép sẽ chạy từ là gì, từ 0 đến 2.5 ly mỗi bên đó. Chắc chắn là nó sẽ không là, nếu mà tính là bằng nhau thì chênh lệch nó là không, còn nếu mà tính nó lớn hơn một chút xíu thì nó phải là 2.5 đấy. Thì cái chỗ này mọi người sẽ sử dụng cái mẫu hàm mình đo thử. Ở đây cũng có cái nghiên cứu, ở đây cũng có một cái nghiên cứu mà người ta sử dụng cái đo ở trên cái mẫu hàm, đo ở trên mẫu hàm. Thì em có thấy họ sử dụng như vậy, và cũng không chắc chắn được là liệu rằng á, là việc đo đó nó có hoàn toàn ok hay chưa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, ở trong cái một cái nghiên cứu á, cái việc đo người ta dùng để đo đánh giá, dùng cái cách đo này để đánh giá cái việc là nới rộng cung hàm như thế nào á, thì người ta đo như thế này đây. Người ta đo được là ở hàm trên nhé, hàm trên là gì, đây hàm trên là đường xanh này, hàm dưới là đường màu màu đỏ đây. Hàm trên này thì người ta lại sẽ nói là trên cái lâm sàng này, trên lâm sàng đo ở trên mẫu hàm thì cái hàm trên ấy, nó sẽ được đo là vị khoảng cách giữa cái điểm mà lõm nhất hai bên trái phải đó, nằm ở cái gì, nằm ở cái phía ngách tiền đình của răng hàm trên đó, điểm lõm nhất của hàm trên đấy, ngách tiền đình thì nó nằm ở phía trên của cái múi gần ngoài của răng sáu hàm dưới hàm trên đó. Thì như vậy là điểm lõm nhất nhá, ở phía ngách tiền đình tương ứng với múi gần ngoài của răng sáu trên, người ta đo như vậy trên mẫu hàm. Và hàm dưới thì vẫn đo là Wala, bởi vì Wala đo trực tiếp trên đấy rồi thì không nói làm gì đó. Thì hai cái này có lúc thì họ nói là bằng nhau thì ok, có lúc thì hàm trên nên lớn hơn một chút xíu, cái khoảng lớn hơn một chút xíu bao nhiêu thì em không rõ đấy. Thì ở đây là trong cái nghiên cứu này thì người ta sử dụng cái chỉ số bằng nhau, người ta cho rằng là đây hàm trên là 55 15, hàm dưới là 61 65, thì như vậy á, là chênh nhau đến 6.5 mm. Thì ở chỗ này là cần phải nới hàm trên lên 6.5 ly để cho nền xương hàm trên nó ra đến ngang với cái nền xương hàm dưới như thế này. Thì đó là một cách. Như vậy á, thì chuẩn mực nhất thì vẫn là mình đo ở trên CT con beam đó, hoặc là mình kết hợp phim PA cộng với mẫu hàm cũng được. Mẫu hàm thì mình đo qua la là trên mẫu hàm mà, đúng không ạ? Và đo đúng, nếu nếu đúng theo đề xuất của bên nghiên cứu của ông ba ông tác giả này đấy, đại học ông Tamburino này, thì là sẽ lấy cái gì, sẽ lấy cái Jugale hàm trên của cái Ricket cộng với là cái Wala mình đo trên mẫu hàm cũng được. Như vậy chúng ta không nhất thiết phải sử dụng đến cái gì, CT con beam, đúng không ạ? Chúng ta biết được là nó được tham chiếu dựa trên CT con beam, nhưng mà cái việc đo của chúng ta thì chúng ta có thể đo thông qua hai cái đó. Thì mọi người có thể coi như là một cái bài test đi, khi nào mọi người có một cái ca lâm sàng, có một cái ca lâm sàng mọi người có CT của ca đó luôn, thì mọi người thử là lấy đo chỉ số trên CT và lấy hai so với cái chỉ số đo kết hợp của PA với mẫu hàm đó, thì xem thử là hai cái đó nó có bị chênh nhau nhiều không. Cái này trên thực tế em chưa đo, bởi vì là đang Covid nên là chưa có thể hẹn bệnh nhân để mà kiểm tra đo chụp phim CT để đo được. Nhưng mà về nguyên lý là
bên cái nghiên cứu của Tamburino á, là ông ấy lấy kết hợp hàm trên là của Ricket, hàm dưới là của Wala. Đó, đó là cách mà người ta sẽ đo, là nó cho sự chính xác hơn cũng như là phản ánh đúng cái tương quan của nền xương liên quan đến tương quan của răng, và đó là mục tiêu của việc điều trị, liên quan sát sườn hơn đến cái mục tiêu điều trị. Thì cách đo của cái phim mà phim silicon beam thì đương nhiên là người ta sẽ đưa cái lát cắt đứng này, corona này xuống, cắt đến cái vị trí là chẽ của răng 6 trên. Đấy, chẽ răng 6 trên. Sau đó thì người ta đưa cái lát cắt của cái ASEAN lên ngang với cái vị trí mà cần đo. Thì vị trí cần đo ở đây. Đây, ngang cái vị trí jugale. Và sau đó thì chấm lấy hai cái điểm đó, lấy cái thước, lấy cái đo trên CT beam đo. Đấy. Thì đây là một cái ca bình thường. Thì ông ấy đo là hàm trên là 60 này. Hàm dưới thì cũng sẽ đưa cái lát cắt của coronal cắt ngang vị trí để gọi là chẽ răng 6 dưới. Chẽ răng 6 dưới, và sau đó thì kéo cái lát cắt ASEAN xuống ngang cái vị trí mà gọi là ở đây gọi là ranh giới của cái xương, gọi là ranh giới của xương ổ và xương nền. Đấy, thì phản ánh ra ngoài mô mềm chính là ranh giới của cái lợi dính và di động. Thì ông sẽ cắt như vậy và ông đo cái khoảng này đó thì nó sẽ chính xác. Thì ở ca này ông đo là được 55, thì một cái chỉ số chênh lệch là 6 mm, à 5 mm hai bên là ok, và đây là răng nó đang được lồng mũi tốt, đứng thẳng đó. Đấy là một cái ca thì đưa vào bảng và đo như vậy. Thì ở đây là ông nói là gì, sử dụng cái CT con beam thì nó sẽ cho thấy là cái sự cắt lát cắt chính xác hơn, bởi vì là nó có thể bị nhầm lẫn giữa với vị trí là G lớn nhất của cái vùng xương này, có thể bị nhầm lẫn đó. Thì đây là đo đạc, thì đây là một cái ca lâm sàng mà ông ấy đo. Thì đây là một cái ca mà chúng ta thấy là gì, không có trên miệng, chúng ta thấy là gì, không có cái cắn chéo, không có cắn chéo đó, có sự chen chúc của cái vùng hàm trên đó. Và trên cái phim thì ông thấy là gì, cái phim thì chúng ta khoan dạ hoan hãng nói phim, bởi vì là có thể chúng ta không có phim CT, nhưng mà ở đây trên cái phim, trên cái hình ảnh trên miệng ấy, thì ông ấy nói là gì, chúng ta có thể quan sát được đây là cái G, đây là ranh giới rồi, đây là ranh giới, và chúng ta quan sát được cái gì, độ nghiêng của các cái răng phía sau hàm dưới rất nghiêng vào trong. Và ở đây là gì, đây là sự nghiêng bù trừ cho sự hẹp của hàm bên trên. Và khi đó ông đo thì hàm trên đo được 58, hàm dưới đo được 60 đó, trong khi là hàm trên phải bằng hàm dưới cộng với 5, cộng 5 này nữa. Thì như vậy là tổng bị chênh lệch nó sẽ rơi vào là 7 mm, 65 trừ 58 bằng 7 ly, và ông cần phải nới hàm trên ra 7 ly. Và song song việc đó thì hàm dưới đương nhiên là ông sẽ phải dựng trục cái răng hàm dưới đó. Định lượng rất rõ ràng bằng cách đo như vậy. Thì một cái ca khác là ông đo được, là ông nhìn thấy là gì, có cắn chéo lâm sàng này đó, có cắn chéo lâm sàng, và hàm trên đây hai bên nó cụp vào. Và khi đo đây, đây cắn chéo luôn, khi đo thì ông sẽ thấy là gì, cái đường, cái gala này, cái gọi là jugale đó, thì ông sẽ đo được là 55. Hàm dưới thì ông đo ở đây đó, đang 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ở đây, 6 chỗ này, 6 chỗ này, đây và 6 ở chỗ này, thì ông đo được 56, một cái là nó 55, một cái đo 56 đó. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, sự chênh lệch là hiện có là 1 ly và cộng thêm 5 nữa, bởi vì hàm trên đang hẹp hơn, hàm trên sẽ phải cộng thêm 5, hàm trên sẽ phải cộng lên là thành 6 ly nữa mới 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 đạt được. Như vậy là phải rơi vào 61 ly đó. Như vậy là gì, chúng ta sẽ thấy là
nếu như chúng ta có một cái thì chúng ta đo theo Rickett mà đo cái hàm trên. Đo hàm trên của Rickett mà đo là gì? Phía ngoài, bờ ngoài răng số 6 là gần như không, mà không có tham chiếu khác, mà chúng ta chỉ đo bờ ngoài răng 6 gần như là không có đúng. Gần như là không đúng, bởi vì cái này nó bị ảnh hưởng với cái sự nghiêng của răng là nhất. Thứ hai là gì? Là cái độ rộng theo chiều ngoài trong của cái thân răng đó, nó sẽ bị hẹp hoặc là rộng hơn, sai số. Thì cái việc ông đo trên nền xương thì ông xác định rõ luôn được là cái xương đó có vấn đề gì không. Thế còn đối với tác giả là tác giả Kim, có một tác giả nữa là tác giả Kim, là tác giả của quyển sách hai quyển sách Mew đấy, thì tác giả sẽ đo từ đây, đo bên trong, không đo liên quan đến răng 6, là đo cái bờ lợi, bờ nướu mặt trong của hai răng số 6 trên để đo cái độ rộng, gọi là coi như là đại diện cho độ rộng của cái nền xương hàm trên và dưới 31 mm, thì có nghĩa là hẹp và tác giả cần nong. Tuy nhiên thì tác giả Kim cũng không có nói đến là định lượng nong như thế nào, không nói đây là định lượng nong thế nào là ok đó. Và cái nong đó nó phải định lượng nong đó, nếu mà chỉ so sánh với chỉ số bình thường của cái nền hàm đó cũng không đúng, và nó phải là so sánh với sự hài hòa của cái nền xương hàm dưới đó, phải so sánh với hài hòa của nền xương hàm dưới nó mới là đúng, bởi vì chúng ta nong để cá nhân hóa cái sự hài hòa đó, chứ chúng ta không nong để mà đưa về cái chỉ số bình thường của cái người đó, bởi vì mỗi người họ có cái chỉ số hàm dưới nó khác nhau, và chúng ta biết là chỉ số hàm dưới chúng ta không thay đổi được đó. Thì nếu mà chúng ta muốn perfect đúng không, nếu mà so sánh với chỉ số bình thường thì chúng ta phải đưa cái hàm dưới về cái chỉ số bình thường, và đưa hàm trên thì lúc đó hàm trên mới đưa về chỉ số bình thường đó. Cho nên là gì, cho nên mới quay trở lại là tại sao Rickett ban đầu sử dụng cái cách tính là gì, tính độ chênh lệch của hai hàm, là lấy AGAG của bình thường trừ đi cái jugale bình thường, thì lấy đoạn chênh đó gọi là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chênh của hai hàm, chứ không 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 lấy cái chỉ số bình thường của cái độ rộng xương hàm dưới. Vì hàm dưới có thay đổi được đâu, chỉnh nha chúng ta không làm được, trong khi chỉ định phẫu thuật để nong rộng xương hàm dưới cũng rất là chống chỉ định đó. Thì đấy là cái cách thức chúng ta định lượng khác nhau. Ở đây thì một cái ca lâm sàng khác thì chắc tác giả thấy rằng hàm trên là 60 và hàm dưới là 57. Đây là nền xương nhé. Và độ chênh lệch này là 3 ly. Thì so với độ chênh lệch lý tưởng là 2 mm. Như vậy tác giả bảo là gì? Có nong không? Thực ra trong tình huống này tác giả sẽ không nong. Đó. Không nong bởi vì xương như vậy là đẹp rồi, được rồi, chấp nhận được rồi. Và phần 2 ly đó chia ra mỗi bên 1 ly thì có thể là cho phép cái sự bù trừ của răng hai hàm. Và ở đây là một cái ca mà chúng ta thấy có sự chen chúc. Đây chúng ta thấy có cái trục răng khá là ổn rồi. Trục răng khá ổn rồi trên nền xương. Cho nên tác giả sẽ không làm cái việc nong nữa. Đó. Như vậy là gì? Không phải lúc nào cũng chênh đến 5 ly chúng ta phải làm tối đa được. Đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta phải cố để chúng ta nong ở chỗ này, nong xương ở chỗ này ra để cho nó đạt được thì thôi. Vì chênh quá là nhỏ, quá ít, và cái này là chấp nhận được. Đó, lời ca rất là ok của tác giả. Thì như vậy là gì? Đó là những cái mà tham chiếu và cách thức định lượng. Thế còn những cái sự thay đổi về cái việc nong hàm thì nó sẽ có những cái gì? Thứ nhất đó là cái thay đổi của điểm tham chiếu hàm dưới này nó có thay đổi không? Thì theo nghiên cứu của Manaza này và cộng sự này, thì là đây là năm 2012 cũng của Pennsylvania, thì có sự chênh lệch tăng lên là 0,02 mm trên một năm theo Walla của hàm dưới nhé. Đó, ở vị trí răng 6, vị trí này chẽ giữa răng luôn nhé. Đó, đúng không? Thì ở bệnh nhân tăng trưởng. Tuy nhiên thì cái này là gì, nếu không có một cái sự can thiệp nào thì cái khoảng cách này nó không tạo ra một cái sự thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng, không thể không không tạo ra một cái mức độ thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng. Cho nên là gì, không phải đáng ngại về việc thay đổi này, yên tâm là cái Walla đó nó ổn định. Cái thứ hai là khi có sự can thiệp ví dụ như là với lip bumper đó, thì cho thấy là có
cái khoảng cách này có sự thay đổi ở bệnh nhân tăng trưởng đó. Tuy nhiên thì sẽ có một cái điểm là đây là cũng một cái kết luận ở trong cái nghiên cứu đó, thì tuy nhiên đó là gì, cái lượng này ấy, là không tiên lượng được cái lượng thay đổi, mức độ thay đổi của cái chiều rộng ở hàm dưới này này đó là không không tiên lượng được với khi mà chúng ta sử dụng cái lip bumper, không biết là nó sẽ mỗi ca nó lên bao nhiêu đó. Và cái sự thay đổi ảnh hưởng đến cái sự thay đổi của hàm trên, dẫn đến cái gọi là ảnh hưởng đó, nó cái sự thay đổi đó nó ảnh hưởng đến cái quyết định mà nong hàm trên là để, nó có thể hoặc là không, không là có thể hoặc là không đáng kể, có thể có hoặc là không đáng kể. Đấy, thì như vậy nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Cho nên là gì, là cái túm lại thì là theo cái nghiên cứu này chỉ ra rằng là có thể có sự thay đổi một chút xíu theo tăng trưởng, có thể có thay đổi khi mà can thiệp chỉnh nha với lip bumper, nhưng những cái sự thay đổi đó về cơ bản sẽ không ảnh hưởng nhiều đến những cái quyết định nong của hàm trên đó. Cho nên là mọi người khi mà đặt vấn đề về việc là có thay đổi hay không thì cái nghiên cứu người ta chỉ ra là như vậy. Và để tiếp đến là khi nào thì chúng ta sẽ nong, thì có một cái suy nghĩ trước đây đó, đó là gì, nong ở đây nên nong sớm đó ở bệnh nhân đấy, thì chúng ta sẽ có là gì càng càng sớm càng tốt đấy. Đấy thì bệnh nhân là gì, thứ nhất là gì, cái việc nong này á, bởi vì tại sao có quan điểm như vậy, bởi vì là việc nong thì có vẻ khó sẽ hiệu quả hơn đó, hiệu quả hơn ở ở xương hơn là so với việc nghiêng răng, quan điểm cũ là như vậy đấy, hiện nay cũng nhiều người quan điểm như vậy, có nghĩa là nong sớm thì nong xương nhiều hơn là nghiêng răng chưa hẳn. Tiếp đến là gì, cái việc nong thì dễ dàng chấp nhận được tại thời điểm đầu của điều trị, và hai nữa là gì, cái kết quả nong hàm này thì nó ổn định hơn, đó là suy nghĩ. Tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái gì, cái việc nong sớm đó phụ thuộc vào tuổi của xương đó, và tuổi tổn thương thì thông thường được xác định thông qua cái gì, thông qua xương bàn tay đó, xương đốt sống cổ, đấy là cách mà người ta xác định theo tuổi. Tuy nhiên á, thì theo Angelia thì nghiên cứu năm 2013 thì bà cùng với cộng sự chỉ ra rằng đó là gì, đánh giá sự tăng sự trưởng thành trực tiếp của cái khớp giữa này nó quan trọng hơn và nó chính xác hơn. Và ở đây thì trong nghiên cứu này đã có những phân loại nó cho cái việc nong, thì đây là những câu hỏi để phân loại đó, nó liên quan đến là hình thái rồi sự hình thành đường khớp. Thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta có nhìn thấy được cái đường khớp dọc theo cái xương hàm trên và cái khẩu cái hay không. Nếu có nhìn thấy đường khớp thì là yes hoặc no, sẽ chia thành cái như này đó. Và có nhìn thấy là có cái mật độ cao ở trên cái đường khớp này hay không, nếu có hoặc không, không có mật độ cao thì sẽ trả lời tiếp là gì, là chúng ta có nhìn thấy cái đường hai đường khớp hay không, hai đường khớp song song hay không. Thì ở đây là không phải nhìn thấy cái khớp mà nó giống như là cái gì, giống như là cái miệng miệng của con vỏ sò ấy, sò nó con trai nó úp vào nhau thì nó có cái đường khớp như thế này này, thì người ta gọi là vỏ chai này đấy. Đó, nếu mà không thấy như thế này thì được xếp vào vào loại 1, giai đoạn 1, giai đoạn A. Thì đây là các cái giai đoạn của cái đường khớp mà khi người ta nhìn vào. Đó, thì nhìn vào các giai đoạn này thì giai đoạn mà ở giai đoạn A này nhìn là nó rõ ràng cái đường khớp không có sự gài như thế này. Đó thì là có thể là không phải phẫu thuật. Đây là quan điểm với những cái nong cũ nhé, còn những nong mới thì nó những cái kiểu hàm nong mới thì nó có cái sự nong mạnh mẽ hơn thì nó cho phép vượt ngưỡng, vượt cái giới hạn này rồi. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái cách, và tác giả muốn nói rằng cái báo cáo viên ở đây họ muốn nói rằng là gì, là cái việc sử dụng cái cách thức đánh giá trực tiếp ở trên cái khớp khẩu cái nó quan trọng hơn, nó trực diện, nó tốt hơn so với việc là sử dụng cái đánh giá ở trên cái xương bàn tay, cái xương cổ tay đó. Thì về về sự tăng trưởng thì cái đường khớp này nó càng ngày nó càng có cái mật độ đậm đặc, và gần như ở nhiều trường hợp thì gần như khó phân biệt được cái đường khớp hai bên đó.
thì người ta thấy là gì, những trường hợp như vậy có thể liên quan đến phẫu thuật để hỗ trợ. Còn cái tư duy hiện tại là tại thời điểm tác giả viết bài này ấy, đó là gì, là cái việc hiệu quả nong nó sẽ phụ thuộc vào gì, thứ nhất là lượng nong, chúng ta phải định lượng được lượng nong đó. Cái thứ hai là gì, cái sự trưởng thành, cái sự hình thành của cái đường khớp. Và thứ ba là gì, là vị trí chúng ta đặt cái ốc ốc nong. Cái ốc nong mà gọi là ốc Jack Screw này là ốc nong thông thường nhé, ốc nong dạng 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 trụ tròn như thế này này, và chúng ta có cái lỗ này đó, xong cắm cái que tròn lỗ vào đây để xoay, đấy là ốc nong, gọi là ốc nong Jack Screw. Rồi thì ở đây là một cái nghiên cứu của Susa và cộng sự ấy, thì sẽ chỉ ra là gì, ảnh hưởng, những cái ảnh hưởng của cái vị trí ốc nong lên hiệu quả nong của hàm HIRAS, và được xuất bản trên cái tạp chí chỉ nha năm 2013 đó. Và ở đây là sử dụng cái nghiên cứu mà nó dựa trên cái gì, mô phỏng, để nó với những cái gọi là hiện tại á, thì có những cái nghiên cứu mà chúng ta sử dụng, cái việc là chúng ta sử dụng những cái phương tiện máy tính hoặc hỗ trợ để mô phỏng thì nó sẽ chính xác hơn, ý là như vậy. Thì mọi người có thể tìm cái từ khóa là cái phương pháp finite, phân tử hữu hạn, finite element methods, element methods đó. Thì đây là một cái công cụ để hỗ trợ nghiên cứu trong, được ứng dụng trong trong chỉnh nha. Liên quan đến nhiều đến việc là chúng ta sẽ gì, tác động một cái lực di chuyển như thế nào ở vùng nào đó. Và ở đây chúng ta sẽ có là cái gì, chúng ta sẽ có là khi mà đặt đây, chúng ta nhìn thấy bên trong nhé, trong cái phần mô phỏng này nhé, là đây là vị trí ốc nong này, đây vị trí ốc nong đây này đó, và vị trí ốc nong này là nó nằm rất thấp phía dưới, ngang ngang mức răng. Thì tác giả thấy rằng là gì, trên nghiên cứu này chỉ ra rằng là đặt cái ốc nong ở dưới, đặt ốc nong ở dưới. Con ơi, con đưa em ra ngoài cho ba làm việc này. Con đưa em ra ngoài. Rồi. Ốc nong khi đặt ở dưới thì sẽ có cái gì, sẽ có cái lực tác động màu thâm này, lực tác động này là mạnh, liên quan đến răng nhiều hơn, nằm thấp. Và khi ốc nong đặt lên cao hơn, đặc biệt là nằm đặt sát với cái phần khẩu cái ở chỗ này, đây, chỗ này đây. Đó thì cái lực tác động lên răng nó sẽ ít hơn. Lực tác động ở vùng phía dưới nó sẽ nhiều hơn. Như vậy là gì? Nếu chúng ta sử dụng cái ốc nong thông thường, ốc nong Jack Screw này, thông thường với cái hàm RPE của chúng ta ấy, là gì, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Phải thiết kế làm sao đó cho cái ốc nong đó nằm sát nhất có thể ở trên cái khẩu cái, thì nó mới hạn chế được cái lực tác động lên răng và hạn chế làm nghiêng, làm tipping của cái răng đó. Cho nên là gì, cái quan điểm mà gọi là gì, nong càng sớm á, thì cái ảnh hưởng lên răng càng ít á, nó không đúng. Nó phải là liên quan đến vị trí của răng, à, vị trí của cái ốc nong so với nền hàm. Và cái khí cụ nong HIRAS là cái khí cụ nong nó gọi là gì, tooth bone, có là tựa trên 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 răng, và kỳ vọng rằng là chúng ta tác động lực ở trên răng đó, đúng không ạ? Và chúng ta nới tách cái xương khẩu cái đó. Chúng ta thấy rằng là ở đây là răng, đây là răng, đây là vùng xương nền đó, và chúng ta tác động ở đây, mà chúng ta muốn nới ở đây, được chưa? Thì cái việc là gì, việc mà nó ảnh hưởng đến răng là việc tất nhiên nó sẽ xảy ra. Thì cái mà hiệu quả đạt được là gì, tác giả muốn đặt cái ốc nong càng cao càng tốt. Thì nghiên cứu cũng chỉ ra là việc đặt cái ốc nong này càng cao càng tốt thì nó sẽ nới cái hai bên này ra tốt hơn so với việc là chúng ta đặt thấp đó. Đó là cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng ở những người trẻ, không đồng nghĩa việc là lúc nào chúng ta cũng sẽ đạt được cái việc nong xương nhiều hơn nong răng đâu, không phải đâu. Vị trí thì ở đây là cái cách mà cái ốc nong Jack Screw này, ốc nong của HIRAS này nó sẽ nong, thì nó sẽ là gì, nó sẽ tạo ra một cái nong theo hình tam giác như thế này. Cái khớp nó sẽ mở ra theo hình tam giác, có là phía dưới sẽ mở nhiều hơn và phía trên sẽ mở ít hơn. Đó là kiểu nong của cái hàm HIRAS.
Đó. Và ở đây là nền. Ở đây màu xanh dương ở chỗ này là cái nền xương. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta thấy ở đây là gì? Khi chúng ta nong nó sẽ có tỷ lệ như thế này. Đó. Và cái việc mà chúng ta đặt cái ốc nong. Đây. Chúng ta đặt cái ốc nong thật cao lên. Thật cao lên thì cái việc là gì? Cùng một biên độ nong như vậy. Đó, nhưng mà cái hiệu quả của ốc nong sẽ tốt hơn. Ví dụ như là 8 ly 8 mm. Đó, mà để ở thấp thì nó chỉ đạt được khoảng tầm 40% thôi, nhưng mà để lên cao lên thì nó sẽ đạt được là 50%. Ví dụ như vậy. Ví dụ là nong hết 8 ly thì hàm nó sẽ cái tách khớp nó sẽ được 4 ly. Đó, ví dụ. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi của ốc nong đặt càng cao lên thì chỉ tỷ lệ chuyển đổi ốc nong sẽ càng tốt hơn. Đó, ở đây là cùng một cái mức độ nong, cùng một mức độ nong nhưng mà ở vị trí khác nhau thì cái sự chuyển đổi cùng đạt được là cái sự nong nong sự nới rộng như vậy, nhưng mà cái khớp nó sẽ mở ra nhiều hơn. Đó, nhiều hơn so với cái răng. Ở đây là một cái case mà chúng ta nhìn thấy là gì, là với cái ốc nong thì chúng ta sẽ có là ở đây là một cái ca mà có chen chúc hai hai à, có cái sự cắn chéo hai bên này rất hẹp, có sự bù trừ ngả răng của hàm dưới rất là nhiều của ca này luôn. Đó, và ở đây hàm trên tác giả đo được 62, hàm dưới đo được 6 à, hàm trên 58, hàm dưới 62. Cái sự chênh lệch này là 4 ly hiện có cộng với 5 ly đáng cần phải có nữa, 5 ly mà hàm trên phải rộng hơn nữa. Đó, hàm trên ở đây đó thì nó sẽ phải cần là độ chênh đến 9 ly. Độ chênh 9 ly rất lớn nhé. Thì ở cái case này là tác giả gì? Sử dụng một cái hàm nong. Sử dụng một cái hàm nong. Hàm nong này là đặt cái ốc nong lên rất là sát phía trên này luôn, rất sát trên này và tạo ra sự nới rộng như thế này. Đó. Thì cái đây là cái X quang khi tác giả xem. Thì đây là cái nhờ có việc đưa lên sát như thế này thì cái phần tách khớp này rất là rõ nét, và trục răng này, trục răng gần như là ít có sự nghiêng nhưng ít hơn. Đó. Và đây là gì? Đây là ca mà 13 tuổi của tác giả. Đó, có sự nới rất là tốt. À, đây là gì? Có sự nới là từ 57.8 à, 7 lúc nãy tính là 58 đấy, làm tròn lên đến 62, trên khoảng 4 ly. Với ốc nong tác giả sử dụng là 8, như vậy là khi đặt sát lên tác giả được 50% chuyển đổi. 50% của cái ốc 8 ly. Đó. Mà ca này là ca tác giả cần đến là gì? Cái này đạt được 4 ly. Ca này là ca mà cần đến 9 ly. Đó, nhưng mà với việc đặt sát lên thì đã được 4 ly rồi. Còn 5 ly nữa thì sẽ giải quyết sau, đúng không ạ? Đây là nong trước và sau khi nong. Trước nong ở đây, trục răng này ngả như thế này, nhưng mà sau nong ở đây có ngả một chút xíu ở đây. Đó. À, đây này. Đây chính là như thế này. Đây. Đây là trước nong. Trước nong đây. Và sau nong ở đây. Cái này cũng khá là tốt đúng không ạ? Chỉ có bên trái à, bên phải là có hơi ngả hơn một chút xíu, còn bên 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 à, bên phải hơi ngả, còn bên trái ở đây tác giả đạt được cái gì? Nó khá là thẳng. Khá là thẳng. Đó. Tuy nhiên ấy thì tác giả nói không phải ca nào mình nong cũng thế đâu. Ví dụ như đây, ca 8 tuổi. Ca 8 tuổi của tác giả. Và nó có một cái sự ngả rất là nhiều. Đó, ca này là ca mà cả những ngả rất là nhiều. Đó. Và sự mở khớp gần như rất ít. Trẻ hơn nhá, trẻ hơn luôn. Trẻ hơn cái ca 13 tuổi này của tác giả luôn. Mà ca 13 tuổi thì ngả rất ít. Ít hơn nhiều so với ca 8 tuổi mà đường khớp mà mở rất nhiều. Thì cái này tác giả muốn chứng minh ra là gì? Là cái vị trí của cái ốc này nó quan trọng hơn. Đây. Đây là ca mà tác giả đặt vị trí ốc. Vị trí ốc đặt ở đây rất cao. Cao hơn nhiều so với cái ca phía trên. Đó. Cho nên là gì? Không phải cứ trẻ mà quan trọng đâu ạ, mà là gì, vị trí và thiết kế của ốc nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc là chúng ta đặt độ tuổi nào. Đó. Và đây là gì, cái hiện tại là những cái nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả nong. Chúng ta có bốn yếu tố này. Một là lượng nong, hai là đường khớp, ba là gì, vị trí ốc, bốn là gì, là cái khí cụ nong,
khí cụ nong nào, lựa chọn khí cụ nong nào. Thì ở đây tác giả nói rằng á, là chúng ta có, nếu với chúng ta sử dụng bonded là cái mà hàm nong mà được dán vào, được gắn vào đấy, thì nó sẽ đạt được sự chuyển đổi từ 30 đến 50% tùy vào gì, tùy vào thiết kế và vị trí nhé của ốc nhé. Như lúc nãy cái ca vừa rồi là tác giả đặt lên rất sát lên trên khẩu cái đó thì đạt được 50%, nhưng mà thông thường như vậy á, là chúng ta chỉ đạt được 30 đến 50% thôi. Ví dụ như chúng ta đặt một ốc nong 8 ly đó thì 8 x 24 được 2.4 cho đến 4 ly, 4 mm, được chưa? Đó thì như vậy á, là gì, là đây là cái hàm nong, nó hàm nong nhanh nó cũng chỉ hạn chế như vậy thôi. Còn đối với hàm nong mà được hỗ trợ bởi mini vít thì nó có sự chuyển đổi từ 70 đến 80%, 70 đến 80%. À, như vậy là gì, nếu mà ốc nong có 8 ly thì chúng ta sẽ có là gì, 8 7 5.6 ly, 5.6 đến 6.4 ly. Đây là một cái hiệu quả tốt hơn nhiều. Thì việc chúng ta lựa chọn cái nào nó còn phụ thuộc vào việc chúng ta định lượng nó thế nào, định lượng thế nào và ở độ tuổi nào nữa, đúng không ạ? Thì ở đây là gì, chúng ta sẽ hạn chế việc là cái nong khẩu cái ấy, thì tối thiểu là của cái sự bất hài hòa là nếu mà nó nằm dưới 3 ly thì chúng ta cần cân nhắc, có thể chúng ta không 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 cần phải quá là ke chỗ này. Ví dụ như là cái ca lúc nãy 2 ly thì không không quan tâm nhiều lắm đó, thì phải từ 3 ly trở lên thì chúng ta sẽ cân nhắc đấy, đặc biệt là 4 ly. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, có một cái protocol dành cho là gì, cái lứa tuổi mà đang còn tăng trưởng, chưa trưởng thành ấy. Thì cái này nó sẽ rơi vào từ từ 8 tuổi đấy, 7 8 tuổi cho đến khoảng 10 tuổi đó, 80 tuổi, giống như cái phân loại của bác sĩ lúc nãy là mình đưa ra. Thế thì ở trong này nó sẽ còn phân loại thêm là gì, về độ, mức độ. Chúng ta có mức độ là từ 4 đến 6 mm thì chúng ta có thể điều trị là gì, một pha một thì thôi, và chúng ta có thể sử dụng cái RPE truyền thống và lưu ý về mặt thiết kế và sử dụng nó trước khi chúng ta gắn mắc cài đó. Còn nếu mà từ 6 đến 9 ly về chênh lệch thì chúng ta sẽ có thể điều trị hai pha, giống như ca lúc nãy là 9 ly tác giả sẽ điều trị hai pha. Pha 1 là sử dụng cái nong nhanh, pha 2 và sau đó sẽ sử dụng cái mắc cài chỉnh nha, thì đương nhiên là phải làm đó. Một và thì cái pha 1 này chỉnh nha thì sẽ có thể cân nhắc là hai khí cụ đó. Đây là gì, chúng ta sẽ có là ở giai đoạn 1 là nới với cái RPE truyền thống, giai đoạn 2 mới chuyển sang tiếp là gì, nới tiếp bằng RPE và cái truyền thống hoặc là có vít, hỗ trợ bằng vít. Thì cái này á, tác giả sẽ yêu cầu là gì, chúng ta sẽ phải đánh giá lại trước khi đặt nong tiếp theo, thì chúng ta lại phải thu thập lại dữ liệu giống như là trước khi chúng ta nong lần đầu đó, được chưa? Có là nong khi hết ốc nong lần một rồi thì cũng phải phải xem và đánh giá lại, duy trì xong xuôi rồi đánh giá lại cái đó, thì lúc đó mới chuyển tiếp đến là có nong tiếp bằng truyền thống hay là nong bằng 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 RPE có vít. Còn trên 9 mm thì cũng sẽ sử dụng hai cái giai đoạn này. Thì giai đoạn 1 cái số 6 đến 9 này thì nhắc lại là cái RPE truyền thống sẽ là làm trước khi chỉnh nha với mắc cài, còn cái giai đoạn 2 là người ta sẽ cái này làm sớm này, còn cái này là làm ngay trước khi, gọi là right before, ngay trước khi gắn mắc cài đó. Còn cái trường hợp mà trên 9 ly này á, là làm đồng thời đó, giai đoạn 2 mà nong giai đoạn 2 này này, nó làm đồng thời đó, đồng thời với gắn mắc cài, nó khác nhau một chút. Và trên 9 ly này thì tác giả mặc định là sẽ giai đoạn 2 sẽ phải sử dụng đến cái TAT rồi, là cái nong nhanh với cái mini vít rồi. Còn giai đoạn 1 thì vẫn là truyền thống. Đó, thì đương nhiên là trước khi bắt đầu giai đoạn 2 thì cũng phải đánh giá. Đây là ở dành cho lứa tuổi là đang còn trẻ. Lứa tuổi lớn hơn một chút đó, trưởng thành, thanh niên trưởng thành á, thì nó sẽ là lứa tuổi teen.
Đó, 12 13 trở lên. Đó, 12 13 trở lên thì chúng ta sẽ có là cái gì? Trên 13 này, tin thì ở đây là gì? Có thể là trên 13. Đó, 13 14 cũng được. Thì chúng ta sẽ có là gì? Tất nhiên là bao giờ cũng phải đánh giá đường khớp nha, vì độ độ tuổi. Độ tuổi sinh lý, độ tuổi gọi là theo năm nó khác với độ tuổi sinh lý. Và tác giả thì đương nhiên là khi mà đánh giá X quang thì tác giả yêu cầu là đánh giá cái đường khớp hơn là cái bàn tay. Đấy, X quang là vậy. Có đánh giá răng và X quang. Đó, cộng vào thì ở đây là gì? Và tuổi tin thì chúng ta sẽ có là 4 đến 6 mm thì có thể là gì? Bắt đầu với truyền thống hoặc là gì? Tát luôn. Được chưa? Trước khi gắn mắc cai khoảng 2 tuần. Và từ 6 đến 9 tuổi. Đó thì có thể sử dụng với cái gì? RPE à, 6 đến 9 mm là RPE với mm luôn và trước khi gắn mắc cài. Còn trên 9 ly thì tại thời điểm mà tác giả đưa ra thì tác giả yêu cầu là sử dụng cái Sapi. Đó, với cái sự hỗ trợ của nong với vít. Thì Sapi là gì? Là tác giả sẽ yêu cầu là cắt cắt xương đấy, cắt xương này, lật cái lợi lên này, cắt đây này, cắt đường đường ngang. Cắt đường ngang ở đây. Xong đó thì cắt xương chỗ này tách khớp. Xong đó thì là khâu lại, xong rồi bắt bắt vít vào, đấy là Sapi. Tuy nhiên thì cái nong của cái Sapi này ấy, là cái khối xương hàm phía dưới ấy, với cả cái khối xương mặt phía trên ấy, nó sẽ có cái sự không đồng đều. Bởi vì là cắt xương thì chúng ta chỉ đẩy cái phần được cắt ra thôi. Cho đó là cái bất lợi nhé. Thế là đó là bất lợi nhất. Bất lợi thứ hai của cái Sapi là một cái can thiệp mà có xâm lấn nhiều hơn. Đó. Cho nên là hết sức lưu ý. Đó, thì cái Sapi gần như khó. Cho nên là hiện tại với cái này á là nó đã cho phép là gì, chúng ta có thể sử dụng đến cái hàm MAPI dạng MSI. Đó. MSI này thì mọi người có thể xem cái video về MSI á để hiểu tại sao MSI nó sẽ có thể hỗ trợ chúng ta hạn chế tất cả những hạn chế được những cái ca phẫu thuật kiểu Sapi này. Đó, và cái MSI này thì làm rất là dễ. Đó, và cái MSI này á nó cũng có thể dùng cho cả những cái lứa tuổi phía trên này luôn. Có nghĩa là chỉ dùng một khí cụ thôi, người ta vẫn sử dụng cho cái người trưởng thành và người trẻ được. Người tuổi teen, những cái chỗ nào mà cần sử dụng cái tát này chính là MAPI. Chính là cái hàm mà người ta viết là MARPE đấy. Đó. RPE. Thì đã sử dụng như vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái là gì? Chúng ta chỉ cần sử dụng một cái khí cụ này là xong. Đó, tất nhiên là gì? Chi phí của này nó cao. Nó có cao đấy. Thì chúng ta sẽ phải, cho nên là vì chi phí nó cao thì nó liên quan đến là giá của vít này cũng cao và giá của chế tác của lạm cũng cao. Cho nên là trên trên kênh của em thì em cũng đã có cái phần video hướng dẫn tự chế tác, mình tự hàn, tự bẻ tự hàn, khi mình mua ốc thì mình tự bẻ tự hàn. Ok. Đó, thì những tiêu chí nào thuộc về cái việc mà sử dụng hàm này thì đã nói rồi. Đó, mọi người có thể để tự làm được cái việc đó, nó tiết kiệm được cái chi phí xưởng kia đi thì nó cũng ok dành cho bệnh nhân. Đó. Chứ còn cái trước đây á em có dùng á thì em đặt một cái này nó rơi vào 7 triệu rưỡi một cái. Cả công và cả ấy. Đắt quá. Đó. Thì tất nhiên là những ca nào mà chúng ta có tính đến trên cái bệnh án, chúng ta có tính đến nong thì chúng ta phải tính nong trước, chúng ta phải rõ ràng việc nong trước, tính kế hoạch đó trước, chúng ta phải tính tiền cho bệnh nhân thì lúc đó chúng ta có thể dùng thoải mái cho bệnh nhân. Nhưng mà chúng ta không tính thì chúng ta thiệt thòi. Hai cái ca đấy mà em dùng đầu tiên với cái MSC này này là em không có tính chi phí trước đó, cho nên là bị thêm sau đó mình mới phải ok lãng phí quá, mình phải tìm kiếm những thông tin để mình tìm cách để mà mình tối giản chi phí đó đi, nhưng một cái hàm nó đắt lắm Bình rồi. thường là anh Phong mua cái hàm MSI đấy mà tự bẻ ấy. Bây giờ chi phí là bao nhiêu anh? À, cái đó mình chưa hỏi giá cụ thể của đơn vị, vì trước đấy là mình mua trực tiếp luôn của xưởng xưởng họ đặt hàng hỏi luôn, thì mình nghĩ chắc là đâu đó thì nó cũng sẽ bớt được nửa, chắc là cũng sẽ bớt được nửa đấy. Còn Lên trước đấy là mình đặt labo luôn, bảo thôi thôi thì anh chị ấy đi vì ca này là tôi phải làm rồi,
đấy, nhưng mà bây giờ chi phí như nào thì tôi thì cứ cứ làm đi rồi tôi trả đó. Thế nhưng mà không ngờ nó cao quá. Một câu lỡ Đây bao lời nhiêu là lần mất không? một đống tiền. Dạ Đây bên bao bên nhiêu này tiền tính đó? là 3 triệu rưỡi, 4 dạ thì rưỡi đó. hôm nọ em Ủa? có soạn cái bộ là tài liệu ra thì thấy chị Liên Đại Tấn nhảy vào comment cảm ơn. Em không biết sao vì lúc đó không không biết là Đại Mấy con Tấn. đó, mấy con đó dạ bên đó của em là giấu bên Đại Tấn nó bán. Anh có xem rồi, nó có vít luôn, nó có vít luôn. dạ Nó có bộ. thì sau đấy chị Liên chị bảo là chị lấy luôn, bởi vì chị chuyên đồ Hàn thứ mà Hàn Quốc chị nhiều đó, thì nhân tiện thì hôm nay quảng cáo cho chị Liên, mọi người có mua của chị Liên thì bảo là nhờ bảo chị Liên nhớ trả hoa hồng cho em. 4 triệu. Dạ thì nó sẽ rất là giá trị thực tế, tất nhiên có nhiều cách thức khác nhau nữa thì mọi người có thể xem được cả những cách thức khác nhau thiết kế, chứ không phải là chị em không chỉ có chia sẻ mỗi cái đó, nhưng chỉ có cái điều là gì, khi em tìm hiểu về cái đó thấy nó có cái triết lý điều trị của nó rất là ok, rất là tốt, nó phù hợp với cái triết lý điều trị của bên Sadao Sato với cả Slavicet trong cái chỉnh nha, trong cái động học cái hàm mặt, cho nên động học sọ mặt, cho nên là mới em mới thấy thích nó đó. Và xem và nghe trực tiếp Dr. Won Moon chia sẻ thì em cũng thấy ok, ông ấy có một cái sự thay đổi rất là nhiều trong cái việc sử dụng nó, cho nên ông ấy phải đổi tên từ cái MAPI, ông đổi thành cái MSI để ông tách hẳn ra đó. Thì ở trên kênh em có sẵn luôn cả video của Dr. Won Moon rồi đó, em có dịch lại cho mọi người rồi đó thì có thể xem đó. Thì đó là một cái mà phải nói là Hàn Quốc họ đi trước mình rất là nhiều, họ nghiên cứu rất nhiều, và hiện tại á là cái hàm MSI này á có trên thế giới á, khi người ta dùng á để thể hiện sự tôn trọng với tác giả á, họ còn gọi là hàm nong nhanh Won Moon đấy. Họ còn nhiều bác sĩ khác họ còn sử dụng tên là Dr. Moon luôn chứ gần không, hoặc là VKS Won Moon, à đây, Won Moon là VKM à, đó thì đó là ông ấy còn được tôn trọng thế cơ mà. Thế nên là cũng rất hay, mọi người có thể tìm hiểu. Rồi tiếp đến là đối với người trưởng thành. Người trưởng thành thì sẽ có là cái gì? Người lớn ấy, 20 tuổi đổ lên, 19 20 tuổi đổ lên ấy. Đấy. Và lưu ý rằng ấy, là đàn ông thì sẽ khó khăn hơn so với phụ nữ nhá. Đàn ông sẽ khó khăn hơn với phụ nữ một chút, cho nên là gì? Những ca mà thuộc về con trai mà cỡ khoảng 17 18 tuổi là cũng nên cân nhắc rồi. Đó. Chứ còn con gái thì có thể là mình trẻ. Alo. Dạ. Rồi, thì chúng ta sẽ có là từ 4 đến 6 mm về việc nong mà chúng ta định lượng nong á. Thì chúng ta sẽ cần là gì? Sau khi nong. Thì lưu ý này, sau khi nong ở những cái người đó phải lưu ý là có thể chúng ta phải ghép mô để bổ sung cho những cái người đó sau nếu cần. Đó ở phía mặt má. Còn nong mà từ trên 6 mm thì có thể cân nhắc những cái phẫu thuật đó, cắt nong phẫu thuật và đây là L4 1 này đó, hoặc là phẫu thuật hàm trên theo L4 1 hoặc là phẫu thuật và có mini vít. Tất nhiên là gì, cái này ấy, là tại thời điểm mà tác giả này họ đưa ra là họ chưa có dùng đến này đâu, bây giờ mới đến cái phần là khí cụ của ông ấy dùng đến này, cái ông tác giả này ông dùng khí cụ này này đó, cái này cũng là MAPI nhưng mà thiết kế là gì, đệm nhựa ở đây vít đó, và ốc ốc này thì vẫn là cái ốc nong của Hi-Rad bình thường, ốc nong jack screw, nó khác với ốc nong thiết kế của MSC bây giờ rồi đó, ốc nong này nó không có đủ lực lớn như vậy đâu. Và cái quan điểm của MAPI thông thường ấy là cố gắng đặt cái gì, cố gắng đặt cái ốc này này dịch ra phía trước, bởi cái vùng phía trước này này nó sẽ tránh được cái trụ nanh ở đây này, trụ trụ gò má ở đây này, nó tránh được cái việc là lực cản của những khớp phía sau này, thì nó dễ mở khớp, cho nên là cái đường mở khớp khi mà sử dụng MAPI thông thường á, theo cái nhìn hàm từ hàm hàm ếch nhá, từ từ mặt nhai nhá, sẽ mở khớp như thế này, là phía sau ít mở được, phía trên thì mở được nhiều hơn, đặc biệt là người trưởng thành nhé, đây là đang nói người trưởng thành. Còn đối với trẻ em thì như lúc nãy ông kia tác giả ông làm thì là nó vẫn có thể đạt được cái sự tương đối song song đó, vì khớp của trẻ em nó khác hơn đó đó. Nhưng mà
song song là nhìn từ trên này thôi, chứ còn nhìn từ PA, nhìn từ PA thì nó vẫn là V như thế này, giống như cái tam giác lúc nãy vẽ đấy, trên khẩu cái nong đây, hàm dưới răng nong đây, đó. Thì đấy là cái, thì khi mà sử dụng cái hàm này ấy, thì nó sẽ làm gì? Nó đương nhiên nó là hàm bon bon, đúng không? Không phải bon tus tut bon như cái Hyras mà nó sẽ nong ở đây. Thì nó sẽ sử dụng cái mini, nó sẽ hạn chế cái việc là mini vít, thì nó sẽ hạn chế việc là nghiêng cái chân răng, nghiêng răng, và hạn chế cái ảnh hưởng đến mô nha chu, mô quanh răng. Tiếp đến là gì? Nó sẽ cho phép là mình sẽ gắn mắc cài để điều trị đồng thời. Đó, mình không phải lo lắng về việc cái kia nó tự lên răng, mà còn cái này nó không tự lên răng, nó chỉ tự xương thôi. Và gì? Nó cho phép mở cái đường khớp một cách hiệu quả ở những người mà lớn tuổi. Đó. Và nó cho phép là gì? Khá là cải thiện những cái sự gọi là trải nghiệm của bệnh nhân, cũng như là dễ được cái họ sử dụng trong cái cuộc sống. Thì về mặt giải phẫu thì không có nói chi tiết, nhưng mà đây thì chúng ta sẽ nhắc lại là chúng ta sẽ cần nên 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 đọc lại giải phẫu, xem lại về cấu trúc các cái mô ở cái khu vực khẩu cái, để đảm bảo chúng ta an toàn trong việc đặt vít. Đây là cách mà tác giả này đặt vít. Tác giả này sử dụng là vít là 1.6 nhân 8 ly. Tuy nhiên thì cái MAPI hiện tại ấy, nó không có ngắn như thế này đâu. Nó phải lên đến 11 hoặc là 13 ly cơ. 13 ly luôn. Đó. Vì nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của nó là như thế này. Đây là cái hàm trên, xương ở trên. Nhiệm vụ của nó là phải gài khớp, gài 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 vào hai bản xương vỏ. Cái quyết định thành công của cái MAPI hiện tại ấy, là nó quyết định bởi việc gài vào hai bản xương. Nó không quan trọng là chỗ này dày bao nhiêu đâu này. Nó không phải là anh gài vào đây được bao nhiêu đâu, mà là anh vào được hai bản xương hay không mới là quan trọng. Đó. Cho nên là cái này nó không còn là nữa. Đây là chỉ em lấy ví dụ vẫn giữ nguyên bài của tác giả thôi. Đó. Thì tác giả sẽ cắm 4 vít đó, hoặc là 2 vít như thế này. Rồi, tác giả sẽ ở trên cái mẫu hàm á, tác giả sẽ xác định là gì, cái là tác giả sẽ thiết kế cái hàm như thế này. Đó, ốc nong như này, hàm nhựa như này. Đây là một kiểu thiết kế nhá. Đấy, và bo tròn các góc cạnh. Đó, và làm sao đó cái ốc nằm sát nhất có thể xuống dưới sát với cái này này. Đó. Thì ở đây là tác giả sẽ đánh dấu điểm cắm vít. Dự kiến sẽ cắm trên lâm sàng. Sau đó thì tác giả đặt cái này vào, xong đánh dấu nó trên này tương ứng với điểm đã đánh dấu. Sau đó thì đây đánh dấu, và sau đó khoét lỗ đó, khoét lỗ ra như thế này. Lỗ này không thủng đâu nhé, không để thủng đâu nhé, lỗ để mà chôn thôi. Xong đó thì bôi keo dán, rồi bôi composite vào đây. Xong đó thì ốp nó lên cái vít mà tác giả đặt đấy, đầu vít mà tác giả đã đặt đấy, ốp vào đây, nó trao cả nhựa ra đây này, đây này đấy. Đó, và chiếu đèn. Đó, chiếu đèn. Xong đó thì đặt. Thì cái này đương nhiên là nó ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh rồi, thì nó cũng có thể gây khó chịu niêm mạc, rồi nó cũng có thể có cái mùi khó chịu của cái nhựa này thời gian dài. Nó cũng có thể có những cái vấn đề như vậy. Đó, nhưng mà cái này thì nó cũng đạt được cái hiệu quả. Nó cũng đạt được cái hiệu quả về nong. Đó. Thì ở đây là gì, tác giả đang sử dụng là vít 8 mm này. Đặt 2 hoặc 4 này. Vít này, xong đó thì ốp cái này vào, rồi xong đó thì gắn, xong đó thì gắn mắc cài, đi dây hàm dưới, đó, và kích hoạt. Kích hoạt thì kích hoạt ngay lập tức nhé. Nguyên tắc của RPE hoặc là nguyên tắc của cái MSI thì đều là phải tận dụng ngay thời điểm đầu, ngay tuần đầu tiên, phải nới ngay với cái lực rất mạnh cái tuần đầu tiên để phải tạo ra sự mở khớp, chứ không không vì cái việc là độ tuổi bệnh nhân hay là vì cái gì đó mà chúng ta rón rén nới. Thì cái trong cái video nói về cái hàm này thì em đã có nói luôn về cái protocol nới cho từng độ tuổi rồi, là nới mỗi mỗi ngày bao nhiêu, rồi nới đó sẽ được bao nhiêu ly, vặn mỗi vòng được bao nhiêu ly, thì có nói hết rồi, mọi người có thể xem lại. Đó, thì đây là cách mà tác giả nới đây, 2 lần trong ngày đầu tiên, 1 lần cho đến khi đạt được đấy. Thì cái này là một cái kiểu cũ rồi. Ốc này cũng là rất là nhẹ, và ốc này thì được đặt là khá là phía trước, khá phía trước. Đó. Đây là việc đạt được. Rồi xong đó thì tháo.
tháo thì tác giả khoét cái lỗ này xong đây là tháo. Hơi phức tạp đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây là cái mà tác giả sẽ có một cái ca lâm sàng như thế này. Đây là hàm trên 55, hàm dưới là 58 và nới là gì? 8 mm. Có một cái nữa là gì? Cái kiểu nhựa như thế này này. Thì bây giờ đây là làm tay thôi. Bây giờ nếu mà làm bằng bằng digital á, thì hoàn toàn có thể là gì? Làm sẵn một cái máng hướng dẫn cắm vít, cắm đúng hướng muốn luôn. Xong đó thì làm luôn in luôn cái máng kiểu như thế này. Xong đặt cái con ốc vào đấy là xong. Digital nó cũng có thể làm được việc đó rất là nhanh. Đây là cần nong 8 ly nhá. Đó. Và đây là gì? Đây là kết quả đạt được với cái hàm này của tác giả. Thì tác giả đạt được cái gì đây? 55 lên 61. Đó, lên được 6 ly rồi. Đó. Với cái hàm này lên được nhiều đấy, 6 ly là nhiều đấy. Tương đương với là nếu mà đặt ốc 8 nhân với 80% của ốc 8 luôn là được 6 ly đấy. 8864 mà gần 80%. Đó, có nghĩa là giống như lúc nãy tác giả bảo là được 70 đến 80% đấy. Đó, thì ở đây là một cái ca, ở đây ca vừa rồi, đây nong như thế này. Đó. Đạt được sự nới. Nới rất nhiều. Và đây một cái ca khác của tác giả là cái tính toán của tác giả sẽ cần đến 9 ly. 9 ly thì tác giả đưa vào xem protocol thôi. Thì 9 ly ở cái bệnh nhân này là gì? Chưa trưởng thành. Đó. Và tác giả trên 9 ly ở đây, từ 9 ly trở lên tác giả sử dụng cái hai hai giai đoạn. Bây giờ nó cũng hai giai đoạn và tác giả có lựa chọn ở đây là sử dụng cái này. Phương án này. Đó. Thì phương án này là đầu tiên là nong bằng RPE thông thường. Và sau đó thì nong bằng hàm nong. Thì tác giả sử dụng mắc cài ở đây. Đó. Trước khi gắn RPE, sau khi gắn RPE post. Và đây là quá trình RPE thông thường. Đó. Và sau đó là gì? Tác giả nhìn thấy ở đây này. Và đây là đạt được rồi và sau đó tác giả nới tiếp với cái hàm này. Đó thì có người hỏi hỏi tác giả là gì? Là như vậy là có quá nhiều không? Như vậy có quá nhiều không? Nó có gây ra những cái mất thẩm mỹ gì không? Thực ra bởi vì do được tính toán trước rồi cho nên là cái đó là đã biết rồi. Thì ở đây này, nếu mà chỉ nong với cái RPE thông thường thì tác giả thấy là gì? Chân răng này. Đó. Nó mới đạt được như vậy thôi và tác giả cần nong tiếp là gì? Nong xương. Và sau khi nong xương xong thì cái trục răng nó tốt hơn. Đó, có nền xương và tác giả trả lại. Như vậy là gì? Đây là ca của tác giả, cười rất là đẹp. Đó. Và đây thẳng trục rất đẹp. Như vậy là gì? Chúng ta không chỉ đơn thuần là nong nong bằng 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 cái bởi vì là cái chênh lệch của tác giả ở đây nói là gì? Chênh lệch đến tận 9 ly mà 9 ly này là không phải là của răng đâu mà 9 ly là tác giả đang đo nền xương đấy. Nền xương mà chênh đến 9 ly thì không thể mà trông cậy vào việc bù trừ của răng được. Đúng không ạ? Đó thì tác giả sử dụng hai cách như vậy. Thì tổng kết lại á là gì? Là cần phải xem xét cái độ nghiêng của các răng sau. Đó. Đó và những cái trong cái vấn đề là nhu cầu về 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 nong. Hai là gì? Chúng ta sẽ cần phải xem xét sử dụng nên sử dụng CT con beam hoặc là gì phối hợp với cái mẫu hàm đó cũng cho nó đơn giản. Thì cũng có thể có những cách thì như vậy. Thì nếu mẫu hàm ở đây chúng ta có PA chúng ta hay đo rồi, chúng ta đo cái kết hợp như đã nói PA thì là đo cái du Galle, còn cái này là đo cái Walla Walla được chưa. Đó và chúng ta sẽ có là gì cái việc nong hiệu quả nó phụ thuộc vào việc cái lượng lượng nong chúng ta cần. Hai là gì? Khí cụ, cái loại khí cụ. Ba là gì? Khớp như thế nào, hiện trạng của khớp. Đó. Và bốn là gì? Vị trí đặt 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 vít. Tất nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn đạt được cái chỉ số cao khi chúng ta sử dụng MAPI bởi vì là cái vít đặt rất là sát với trên khẩu cái và nữa là gì? Cái lực truyền tải của nó là truyền tải trực tiếp lên xương. Đó. Thế còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái truyền thống thì chúng ta phải lưu ý cái này. Lưu ý cái này. Lưu ý cái này. Đó, vị trí rất quan trọng và gì? Xem cái khớp này quan trọng hơn xem cổ tay. Được chưa? Xem cái đó quan trọng hơn.
Tiếp đến là gì? Những cái MAPI thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt đó cho những cái người mà có nhiều tuổi. Thì có rất là nhiều bác sĩ hiện nay họ đang ứng dụng cái MSI này cho những bệnh nhân mà rất lớn tuổi luôn. 50 60 bình thường luôn, 70 luôn. Có rất là nhiều ca họ đã ứng dụng như vậy rồi. Cho nên là cái việc nong hiện nay với cái MRI là một cái khí cụ cực kỳ mạnh. Cực kỳ mạnh. Và nó sẽ giúp giải quyết khá là nhiều ca mà chúng ta cho rằng phải phẫu thuật. Hay chỉ đơn giản là phẫu thuật can thiệp khớp can thiệp để mở cái đường khớp hay là cắt cái xương để mà nới với sapi. Cho nên là cái sapi hiện nay nó gần như nó sẽ bị đẩy lùi bởi cái MAPI đó và bởi cái hàm MSI mới. Thì đấy là cái mà về nong. Thì tất nhiên là vì không có đủ thời gian trong cái buổi cho sự chuẩn bị vì tuần vừa rồi em cũng nhiều việc, thì em có ở đây có lúc nãy con nói là gì, Guala là cái gì, thì một số người chưa có biết Guala là ai, thì để đây để mà được rồi, bỏ cái này ra. Guala là tác giả Guala. Được rồi, Will Andrew và ông gì Andrew nhỉ, tự nhiên quên mất tên. Hai ông này đâu rồi, để xem lại cái tên đây. Will Andrew và Larry Andrew, là tác giả đây, phân tích ở cái năm 1970 nhá, đưa ra từ lâu rồi chứ không phải mới rồi đó. Thì phân tích qua cái Guala này thì để nó sẽ thấy là gì, cái sự hài hòa của hai hàm này rồi sự hài hòa của xương của răng với xương đó. Thì đấy là cái mà sau khi mà bên bên chỗ ông Tamburino này, ông cùng với bên chỗ nhóm nghiên cứu ông đưa ra, ông phân tích, thì ông thấy là hiện nay thì mình nên sử dụng cái sự phối hợp là như vậy. Hai cái chỉ số đó nó sẽ có giá trị hơn, nó có giá trị hơn những cái đánh giá khác để giúp chúng ta có cái sự hài hòa. Thì hôm nay đến đây là hết rồi. Đây, tác giả tên là Tamburino. Em sẽ gửi lại cái bài của tác giả Tamburino cho mọi người để mọi người xem. Đó. Và còn những cái liên quan đến cái nong hiện hiện tại thì đã được làm ở trên ấy rồi, đã được làm ở trên trên kênh YouTube. Thì mọi người có thể tham khảo cái trên đó và có thể comment bổ sung thêm. Hôm nay thì không có nhiều sự chuẩn bị nữa, cho nên đáng lý ra thì nếu được ấy, chúng ta có mấy cái mà chúng ta có thể thảo luận thêm với nhau. Đó là cái gì? Chúng ta có thể tự nghiên cứu, tự tổng hợp dữ liệu liên quan đến hai việc. Việc một là mẫu hàm, đo mẫu hàm. Đó, cách đo mẫu hàm như lúc nãy có một vài người giới thiệu ấy, là cách đo mẫu hàm là gì, không cần đo phim nữa mà đo trực tiếp trên mẫu hàm, thì cái vị trí mà ở ngách tiền đình mà chỗ lõm nhất tương ứng với vị trí của cái răng sáu trên ấy, múi gần ngoài của răng sáu trên thì có đại diện được cho cái việc đo, thay thế cho việc đo của cái jugale không. Đó, cái tỷ lệ đó như thế nào, nó là bằng hay là nó lớn hơn so với cái guala ở hàm dưới, ở vị trí trễ răng sáu dưới. Thì cái đó là một cái là có thể là nếu mà có nhiều thời gian ấy, thì đâu đó mấy tháng trời á, mình ngồi mình đo loạt mẫu hàm đó của bệnh nhân đó, thì mình sẽ bổ sung vào cái việc mà mình nói chuyện này, thì nó sẽ có nhiều giá trị hơn, nó đơn giản hóa hơn thay vì việc là mình cứ phải sử dụng CT. Thì ở đây tác giả cũng bảo là đo mẫu hàm cũng ok, còn hiện tại thì mình chưa chưa chắc chắn lắm việc cái đo trên mẫu hàm của hàm trên mà thay thế jugale, thì mình có sử dụng cái PA với cái mẫu hàm để mình xem lại cái đó thì nó giá trị hơn. Còn nếu mà chúng ta vẫn dùng PA với Rickett thì nhớ là cách của Rickett đo nó không phải là đo trên phần trăm đâu nhé, mà đo theo cái độ chênh lệch của hai hàm. Rồi tiếp đến là chúng ta có một cái nữa là chúng ta đo
chúng ta có thể đo để chúng ta đưa ra cái thảo luận để chúng ta có thể đào sâu hơn, đó là gì? Chúng ta đo trực tiếp trên CT con beam thì có bao nhiêu ca CT con beam mà lâu giờ chúng ta có đó, mà ở vị trí cái răng số 6 của bệnh nhân ấy nó còn nguyên đó, hai bên, thì chúng ta thử chúng ta lấy ra đo đo lấy vài trăm ca, chúng ta tổng tổng hợp lại xem liệu rằng đó là cái sự chênh lệch 5 ly của hàm trên so với hàm dưới ở những ca mà có trục răng, thì đo như vậy chúng ta sẽ đo là gì, trục răng luôn đó, trục răng, độ tọt của răng, đo luôn cái độ rộng của xương cho khoảng tầm 100 ca gì đó, xong chúng ta tổng hợp lại. Thì đó là lý do mà em bảo là với anh Trung trước là gì, là nếu được ấy, thì là để có thời gian dài để em ngồi em tổng hợp lại cái đấy. Thì nó CT con beam thì em có nhiều, CT con beam có nhiều bởi vì là có trung tâm X-quang thì nó nhiều. Chỉ cần lôi dữ liệu ra ngồi đo thôi. Đấy, còn lại thì mẫu hàm thì phụ thuộc vào việc là bây giờ phải có bệnh nhân. Đấy, thì nếu mà mọi người ở phòng khám, mọi người nếu mà có ai đó, mọi người có thể là gì đào sâu một chút, làm cái job nhỏ nhỏ, cái dự án nhỏ nhỏ mọi người tự làm thì đo thì báo cáo lại con số đó cho mọi người, thì nó sẽ có cái ứng dụng. Thì còn hy vọng là hôm nay đã cung cấp được một cái nhìn khá là rõ nét về cái việc là chúng ta tính toán thế nào, định lượng thế nào, khi nào chúng ta nong, và protocol dành cho các lứa tuổi khi chúng ta sử dụng, và hy vọng là chúng ta có thể áp dụng được cái gì đó trong việc này. Xin cảm ơn tất cả các bác đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bác có góp ý gì không ạ? Anh Phong ơi, anh Phong có thể chỉ lại cho em cách xác định cái điểm qua la trên cái phim CT Combin ấy À đây. để đo cái khoảng cách MG ấy. Đây nhé. Có hình ảnh rõ nét luôn. Họ cắt cho mình đây rồi. Đâu nhỉ? Đây, đây là hàm trên, hàm dưới đây. Thì họ sẽ lấy điểm trễ nhé, kéo cái mặt cắt coronan kéo ra đến cái vị Em chưa trí đến rồi. mình, à Xem quên, màn hình. chưa 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 chia sẻ màn hình, sorry. Đâu rồi nhỉ, cái zoom đâu nhỉ? Sẽ gỡ tắt. Rồi mọi người có nhìn thấy không? Có anh ạ. Rồi đây này, thì là gì? Là cái mặt phẳng mà đứng ngang ấy, corona ấy, là họ kéo cái mặt phẳng đó đến cái vị trí mà tương ứng với cái chẽ chân răng của răng số 6 dưới hai bên. Đó, xong đó thì kéo cái mặt phẳng ở trên thế này, thì kéo cái mặt phẳng ngang này. Đấy, cái ASEAN này kéo xuống. Đó, kéo xuống tương ứng với cái chẽ luôn. Nó nằm ngay ngay dưới giữa chẽ hai răng, hai chân răng đấy. Ngay dưới buồng tủy một chút xíu. Đó. Thì nó sẽ là ra được cái điểm mà đây, và khi họ đưa lên đây xem lại ở trên cái mặt phẳng ASEAN thì họ sẽ thấy là cắt ở ngay vị trí này, ngay chỗ mà chẽ chân răng nó tách ra rồi như này đó, và chấm hai cái này lại, đo hai cái bờ ngoài của xương ở vị trí đó thôi đó. Thì nó có thể chênh nhau một tí xíu về mặt độ dày nướu, nhưng mà mình có thể đo cái này trên mẫu hàm. Cái này thì bản chất là qua la thì yêu cầu đo trên mẫu hàm thôi, còn đây là chẳng qua là họ đo trên mẫu hàm, đo trên miệng, chẳng qua là đây là gì, bên ông Tamburino thì ông đang sử dụng CT con beam thì ông đo luôn CT con beam thì cũng được, mình nghĩ là không có
Không biết là không, ở đây không thể nói sự chênh nếu mà đo trên mô mềm của hai bên như thế nào, nhưng mà lúc nãy có cái phần show ra cái hình ảnh đấy, hình ảnh mà có tác giả họ đo trên cái hàm thạch cao ấy, họ đo trên hàm thạch cao thì là họ đây đó, họ đo như thế này tương ứng với cái chẽ chân răng ở đây, hàm trên thì là họ đo từ cái điểm lõm nhất của cái ngách tiền đình tương ứng vị trí múi gần ngoài của răng 6 này. Thì đây là một cái mà lúc nãy mình có nói là nếu mà các bác có thể ở phòng khám mình lôi ra các bộ mẫu hàm mình đo thử xem sao. Đó, mình đo thử. Thì cái này á là ở đây á, là ở đây là tác giả này là tác giả họ có sử dụng đến họ 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 cho rằng là chỉ số này là bằng nhau là ok. Đó, cho nên là họ chỉ lấy cái độ chênh của hàm dưới trừ đi hàm trên thôi là họ tính đó, thì tính độ chênh ở đây là khoảng tầm 6.5 ly đấy. Thế còn đây họ cũng có thể họ sử dụng hai cách đo trong cái nghiên cứu của họ, đây là nghiên cứu về đo khi nong hàm, thì cách một là đo trên X quang CT con beam thì như đo vừa rồi chênh nhau 5 ly, còn cách đo trên mẫu hàm thì chỗ này thì thấy họ bảo là không chênh nhau gì cả, bằng nhau, thì mình đang lăn tăn là bây giờ cần phải đo lôi toàn bộ mẫu hàm ra đo thử xem thử. Đấy, rồi mình cũng thấy là họ hướng dẫn đo CT con beam như vậy, thì bây giờ mình thử lấy cái CT con beam nhà mình, một cái bệnh nhân nào đó, một nhóm bệnh nhân nào đó, mình đo chục người hoặc 20 30 người cũng được để đo xem thử là liệu rằng là ở những cái ca bình thường thấy khớp cắn tốt ấy, có CT con beam ấy thì là liệu có ổn không. Đó, thì đó là một cái để mà mình xem tham chiếu, thì như vậy thì nó sẽ rõ nét hơn. Tất nhiên ở đây thì tác giả Tamburino ở đây đã trình bày khá là chi tiết rồi, thì cái độ chênh 5 mm này thực ra không phải là ông ấy một mình ông ấy đâu, mà là nhiều báo cáo viên khác mình có xem liên quan đến vấn đề nong hàm.